Cô gái à, bạn phải nỗ lực từ sớm. Lần này đi ra ngoài chọn ngọc phỉ thúy mọi sự đều thuận lợi. Giữa tháng tôi bị cảm nhẹ nhưng may mà có các chị đồng hành chiếu cố chăm sóc cho tôi nên trước khi đi công tác một ngày, tôi có mời chị em tới ăn tối một bữa. Một đám phụ nữ mà ở với nhau thì không bao giờ thiếu chuyện để nói. Các chị nghe nói tôi bắt đầu kế hoạch chuẩn bị có con, liền hứng thú đem kinh nghiệm của bản thân chia sẻ với tôi, còn tặng tôi những bí kíp giữ ấm bụng bản thân nghĩ ra. Nói chuyện một hồi, chị Vương có hỏi tôi, nói đến chuyện sinh con. Chị liền nghĩ tới chuyện này, không biết đã từng nói với em chưa? Tôi cười đáp không biết chị định nói với em chuyện gì nên em không biết chị đã kể cho em chưa? Cô ấy nói, mỗi khi nhắc đến chuyện con cái, chị liền nhớ đến một người bạn của chị. Cô ấy vô cùng thích trẻ con, đã từng mang thai đôi nhưng bị mẹ chồng ép phải bỏ, mà còn là long phượng thai đó. Phượng thai nghĩa là thai một trai, một gái. Chị Vương than thở kể, còn tôi lúc đó đầu đã phản ứng suy nghĩ như này, loại mẹ chồng gì thế? Có khác gì kẻ giết người đâu. Còn chị gái kia có phải không tỉnh táo hay không mà nghe lời mẹ chồng đem bỏ hai đứa con rứt ruột của mình. Nếu là tôi, dù cho mẹ chồng có giết tôi thì tôi cũng tuyệt đối không nghe lời bà đem bỏ con mình. Nhưng sau khi nghe chuyện chị Vương kể, tôi không biết nói gì, chỉ có thể thở dài thương tiếc. Bạn chị Vương năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, gọi chị ấy là chị Dư nhé. Chị Dư và chồng chị quen biết nhau không lâu liền kết hôn. Sau khi kết hôn liền cùng nhau ra ngoài làm ăn, cũng rất nhanh sinh hạ một đứa bé. Bởi vì hai người đều đi làm, không có cách nào chăm sóc con. Cũng không muốn chia lìa con, nên đón mẹ chồng qua ở phụ trách việc nhà với chăm cháu. Một nhà không hẳn quá sung túc nhưng cũng đạm bạc vui vẻ. Nhưng chị Dư thấy một đứa không đủ, muốn sinh thêm đứa nữa. Mà chị ấy được phép sinh đứa thứ hai cũng không bị phạt gì. Không biết vì vấn đề hộ khẩu hay vấn đề dân số, cụ thể thì không rõ. Nhưng chồng và mẹ chồng cũng không quá muốn có thêm em bé. Một là nhà họ đã có một đứa cháu là trai rồi. Hai là ra ngoài làm việc tiền lương tuy là cao hơn ở quê nhưng phí sinh hoạt cũng cao, lại thêm phụ trách đứa bé nữa, áp lực rất lớn. Qua vài năm ăn uống tiết kiệm, đến lúc chị Dư 30 tuổi, điều kiện trong nhà tốt lên một chút. Vậy là ý niệm muốn sinh thêm đứa nữa của chị càng thêm lãnh liệt. Chị không ngừng thuyết phục mọi người rằng trong nhà có hai đứa trẻ thì tốt như nào. Tuy là ban đầu áp lực có lớn một chút nhưng mà sau khi con trưởng thành rồi thì sẽ dễ thở hơn. Mẹ chồng là từ dưới quê lên, cũng không phải không muốn có nhiều cháu. Mà thực tế bây giờ chứng kiến quá nhiều người sinh khó, sau đó lại không nuôi được nên e ngại. Chị Dư bảo đảm rằng chỉ bị ảnh hưởng lúc ban đầu chút thôi. Chỉ cần mọi người trong nhà đồng lòng thì thêm một đứa trẻ nữa cũng không thành vấn đề. Chồng với mẹ chồng cuối cùng cũng thỏa hiệp, đồng ý chị Dư sinh thêm đứa nữa. Tốt nhất là sinh con gái thì gánh nặng cũng nhẹ đi một chút. Một năm sau, chị Dư như đúng ước nguyện mang thai. Chị ấy rất vui mừng vì từ rất lâu trước đây cô ấy luôn mong trong nhà có hai đứa trẻ, tới nay mong muốn đã thực hiện được rồi. Mang niềm vui được trở thành mẹ, cô ấy vòng tay ôm đứa con trong bụng. Nhưng mà, sau khi có kết quả kiểm tra, một nhà lạnh cả đi, chị Dư mang thai đôi. Đối với người khác thì mang thai đôi là chuyện đáng vui mừng biết chừng nào. Nhưng đối với nhà chị Dư đây là một lựa chọn vạn khó nghìn khó. Nếu như trước chưa có đứa nào, thì đôi song thai này chính là phúc trời cho. Nhưng với nhà chị Dư, nuôi thêm một đứa trẻ đã khó lắm rồi. Mà nếu nuôi ba đứa thì khó khăn chừng nào có thể tưởng tượng được. Cả nhà trầm mặc, chị Dư không dám mở lời, lờ mờ có dự cảm chẳng lành. Vẫn là mẹ chồng mở lời trước, mẹ nghĩ rồi, hai đứa trẻ này chúng ta không thể sinh. Nếu như sinh, mẹ tuổi cao, một bà già không thể trông được ba đứa. Thế thì con sẽ muốn ở nhà trông con. Vậy thì A Vinh, tên chồng chị Dư, một mình làm lụng lương phải nuôi 6 người căn bản là không nuôi nổi. Không phải là mẹ muốn là một bà nội bất nhân mà là nhà chúng ta quả thực không có năng lực. Chị Dư biết những lời mẹ chồng nói là sự thực. Nhưng cảm giác hai đứa bé trong bụng mình chỉ có chị ấy mới rõ ràng nhất. Bỏ đi hai đứa bé khiến cô ấy làm sao mà chịu được. Vì vậy, cô ấy thực sự không muốn bỏ đi hai đứa bé này. Chồng chị ấy bị kẹt giữa hai bên. Một bên là vợ con, một bên là sự thật trần trụi. Phải nuôi 6 miệng ăn trong nhà. Anh ấy cũng biết bản thân thực sự không có năng lực này. Mà tới bây giờ nhà mình sống vẫn lay lắt, chi bằng bây giờ không sinh, lúc tình cảm với đứa con còn chưa nặng thì dứt khoát phá đi.
nhưng mà chị Dư lại đau lòng chết mất thôi. Đây là đứa bé chị ấy không dễ mới có được, làm sao nỡ bỏ con mình đây. Giờ hai bên giằng co, thêm 2-3 tháng nữa đứa trẻ trong bụng lớn rồi. Mẹ chồng và chồng từ đầu đều khuyên, sau đó đều mất kiên nhẫn rồi. Chồng nói, em thật sự khăng khăng cố chấp như vậy sao? Không để ý đến tình trạng hiện tại của nhà mình, nhà sắp không trụ được rồi. Mẹ chồng nói tiếp, mẹ giúp con trông một đứa cũng được. Cũng có thể giúp con trông hai đứa nhưng mẹ không thể trông được nhiều như thế. Nếu như con nhất định muốn sinh thì ba đứa trẻ con tự mình trông đi. Nếu như con tự mình trông, tự mình nuôi thì con thích sinh thì sinh, mẹ không ngăn cản. Chị Dư không có năng lực như vậy, cũng chẳng tự tin mình có thể đảm đương đến thế. Cuối cùng, vẫn mang đứa bé đến bệnh viện phá thai. Bởi vì chuyện này mà chị Dư đau lòng rất lâu, cũng khiến cho chị ấy bị kích động lớn. Sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, chị từ chức bắt đầu bày bán đồ ăn khuya. Chị ấy học được một bài học xương máu từ hiện thực tàn khốc. Nếu như bạn không cố gắng, không có điều kiện kinh tế, thì đến tư cách để sinh con cũng không có. Khi một người phụ nữ toàn tâm toàn ý làm một điều gì đó cũng sẽ khiến vũ trụ nhường đường. Bản thân chị Dư mang mệnh khổ, nhưng có lại có sức mạnh. Khổ gì cũng từng trải, nỗi đau nào cũng từng nếm qua. Từ một sạp hàng nhỏ tới gian hàng mặt tiền, từ gian hàng mặt tiền tới cả tòa hành chính. Cô ấy từ một cô gái bán sạp hàng tới bà chủ tiệm, từ chủ tiệm tới tổng giám đốc. Cô ấy từ từ lột xác chính mình. Bây giờ, chị ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của 2 công ty làm ăn lớn. Nhưng mà, do mải mê cật lực làm việc, cô ấy cũng sớm bước vào thời kỳ mãn kinh. Giờ cũng hết đường duyên với con cái rồi. Trong quá trình phấn đấu xây dựng sự nghiệp, điều tốt là cô ấy dần dần trở thành một người phụ nữ cởi mở lạc quan. Cô ấy nói, dù cho bây giờ có sinh thêm đứa nữa thì chung quy hai đứa bé kia cũng đã mất rồi. Nỗi tiếc hận này vĩnh viễn không thể thay đổi được. Chỉ hy vọng hai đứa bé có thể đầu thai vào một nhà tốt hơn. Chị Dư còn nói, chị cũng không trách mẹ chồng. Trước mắt tình cảnh sự thực bày ra đó, mẹ chồng không có tiền dưỡng lão. Cũng không có bảo hiểm y tế, một nhà sống chẳng có gì bảo đảm cả. Chị chỉ trách mình vì sao không nỗ lực từ sớm. Như vậy, chị không phải bỏ hai đứa con của mình. Lúc đó, chị xin thề với lòng mình, chị nhất định phải nỗ lực cố gắng để không có những tiếc hận sau xảy ra nữa. Câu chuyện của chị Dư khiến tôi hết lần này đến lần khác cảm thấy xúc động bùi ngùi. Tôi thường hay được nhiều cô gái than vãn rằng cuộc sống chẳng như mình muốn khi bảo các cô gái đi làm việc đi. Cố gắng lên, thì họ cũng bày viện lý do này, lý do kia. Ví dụ nói em cố gắng thì sẽ như này, thời gian của em không cho phép. Tôi biết là không đi tới bước đường cùng thì nhiều người cũng không để bản thân chịu khổ một phen. Thà để bản thân sống ngày nào vui ngày đó còn hơn. Còn tự mình dỗ mình chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà khi bạn một lòng một dạ tập trung tinh thần hoàn thành một việc nào đó, bạn sẽ nghĩ ra rất nhiều giải pháp. Bạn thậm chí còn làm tốt hơn bạn kỳ vọng. Quan trọng là phải xem bạn có thực sự có quyết tâm làm không mà thôi. Bởi vì năng lực của một người là vô hạn, thế nên đừng đặt hạn mức cho tư duy của mình, đừng đặt giới hạn cho cuộc sống của mình. Bạn nỗ lực càng sớm, thời gian bạn làm chủ vận mệnh của mình càng nhiều. Nhưng mà, đối với đa số người, nếu như không phải hoàn cảnh hay là tình trạng ép buộc thì đều không nghĩ tới thay đổi bản thân. Đây là điểm khó khắc phục nhất của một người. Luôn luôn đợi tới bước đường cùng mới không thể không cố gắng, không thể không thay đổi. Trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, đặc biệt là người phụ nữ rất dễ đem tầm mắt của mình dừng lại ở gia đình và những thứ nhỏ nhoi. Vậy thì, để tôi nói bạn nghe, nếu như tầm nhìn của bạn chỉ trong vòng 3 mét đổ lại, thì nhiều vấn đề sẽ tới hỏi thăm bạn trong tương lai đấy. Vậy thì, đừng có đợi tới khi bản thân không mua nổi thứ mình muốn mới nghĩ đến việc phải làm việc kiếm tiền. Đừng đợi đến khi vợ chồng chia ly mới dốc sức điều hòa hôn nhân của mình. Đừng đợi đến khi không còn đường nào khác mới ân hận sau này nhất định phải nỗ lực. Nếu như bạn nghĩ sớm hơn, xa hơn thì cuộc đời bạn chẳng bao giờ phải lưỡng nan, phân vân khó xử cả. 2. Người phụ nữ IQ cao giao tiếp với bạn đời như thế nào? Tối nay khi chuẩn bị đi ngủ, có một em gái nhắn tin cho tôi kể rằng em với chồng vừa cãi nhau, có lẽ hôm nay lại mất ngủ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ là thời gian này anh chồng đều đi công tác liên miên. Cô ấy vừa ở nhà vừa trông con, giữa tháng còn ốm một trận. Tuy vậy, cô ấy vẫn vừa ốm, vừa phải tiếp tục trông con.
mà thời gian này đứa con vô cùng khó dỗ. Đêm không chịu ngủ, dỗ như nào cũng không được. Bởi vì không được nghỉ ngơi tốt, cô ấy còn bị đau dạ dày. Chịu đựng khó khăn vài ngày đó, anh chồng công tác xong cuối cũng trở về nhà. Cô ấy cảm thấy áp lực nhẹ hơn, cảm thấy cuối cùng cũng có người có thể phụ mình một tay. Vì vậy, sau khi ăn cơm xong, cô ấy muốn chồng mang bát đũa đi rửa nhưng ông chồng lại ngồi trên sofa cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Lúc đó cô ấy giận run cả người, lập tức phát hỏa, anh đi công tác tận 10 ngày. Một mình em vừa phải đi làm vừa chăm con mà con quấy cứ đòi mẹ mãi. Em mệt sắp chết rồi đây, đợi mãi anh mới về mà giờ anh ngồi sofa dán mặt vào điện thoại thôi à. Anh chồng giải thích là công việc thôi mà. Sếp tìm anh có việc. Anh trả lời sếp tin nhắn, nhanh thôi mà cô ấy càng tức giận hơn, trả lời tin nhắn. Sao mà ngày ngày đều phải trả lời tin nhắn thế? Sếp của anh đầu có bệnh không thế, không biết nghỉ ngơi à? Sao anh sớm không trả lời, muộn không trả lời lại cứ vào lúc em bận thì trả lời tin nhắn thế? Anh chồng nhăn mày nói, sếp nhắn tin với anh lúc nào là việc anh có thể kiểm soát được à? Anh vừa đặt chân đến nhà em lại phát điên cái gì vậy? Cô ấy nghe xong, đầu như phát nổ, em điên á? Đàn bà điên lên chẳng phải do đàn ông các anh ép à? Em ngày nào cũng phải làm việc nhà, đi kiếm tiền còn chăm con. Anh nghĩ em còn có thể dịu dàng nhẹ nhàng được à? Nếu anh muốn em ra ngoài có xe đưa, về nhà có người giúp, một ngày ba bữa chẳng cần phải lo. Con cái có người trông, em đảm bảo em sẽ dịu dàng thùy mị. Anh về nhà em sẽ đón từ ngoài cửa. Nếu anh có khả năng để em sống những ngày như thế thì hãng nói. Anh chồng thấy vợ nghi ngờ năng lực của mình, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Vì vậy trực tiếp cầm lấy máy tính ra khỏi nhà. Nói là tới công ty tăng ca, sống ở nhà thật ngạt thở. Cô ấy ném túi xuống đất, quát anh có giỏi thì đừng về nữa. Anh chồng mặc kệ cô ấy, bước ra khỏi nhà. Cô ấy sa sút tinh thần, ngồi trên sofa nhắn tin cho tôi, nói trong lòng thực sự rất bí bách. Là một người mẹ, một người phụ nữ kết hôn nuôi con vất vả, tôi thực sự rất hiểu cô ấy. Nhưng tôi lại không tán thành với cách làm của cô ấy. Tôi nói, nếu như em muốn chồng em giúp em rửa bát, vì sao em lại không trực tiếp nói ra mong muốn của mình? Em nói như này, em mấy ngày nay mệt quá rồi. Anh có thể đem bát đi rửa hộ em không? Cần gì phải cãi nhau tanh bành như thế? Cô ấy đơ một lúc rồi nói, ừ nhỉ, sao phải cãi nhau nhỉ? Em cũng không hiểu ra sao cả. Thực ra, tôi cũng khá hiểu hành động của cô ấy. Thời gian này thực sự quá mệt mỏi. Cô ấy mong chồng biết được sự vất vả của cô ấy. Có thể chủ động an ủi cô ấy, bày tỏ sự trân trọng. Nhưng nói thật là 0,99% đàn ông đều không có sự giác ngộ này. Hoặc nói cách khác, không có nhiều người đàn ông có thể kịp thời phát hiện được tâm trạng của vợ hoặc các yêu cầu về tình cảm. Nhiều người đàn ông rất cần được người khác nói cho mới có thể hiểu rốt cuộc người phụ nữ kỳ vọng anh ta làm điều gì. Không biết vì sao, có nhiều người phụ nữ cho rằng những lời bản thân trực tiếp biểu đạt hoặc những lời chân thật là rất mất mặt. Cứ thích phải vòng vo, thậm chí còn chửi chó mắng mèo để biểu đạt suy nghĩ của mình. Vài ngày trước, tôi có nói chuyện với một người bạn, cửa hàng cô ấy kinh doanh rất tốt. Tôi cũng muốn gặp mặt học hỏi kinh nghiệm từ người bạn này. Kết cục, suýt chút nữa biến thành đại hội xỉa sói của cô ấy. Cô ấy chân thành nói với tôi cô ấy chỉ dự định làm thêm 3 năm nữa. Sau đó thì dừng hẳn, đi hưởng thụ cuộc sống. Tôi nói cậu làm ăn tốt như thế mà lại ngừng thì có phải đáng tiếc lắm không? Cô ấy nói kinh doanh cửa hàng trên mạng mệt lắm. Đặc biệt là lúc giao hàng xong, vô cùng mệt mỏi, liền lấy ví dụ minh họa cho tôi. Có một khách hàng 2 ngày rồi mà vẫn chưa nhận được hàng, sau đó bừng bừng lửa giận mắng nhân viên phục vụ tôi đã đặt đồ 2 ngày rồi mà vẫn chưa nhận được là sao? Bình thường ngày hôm sau đã tới rồi. Cô làm ăn cái kiểu gì thế? Thế mà làm phục vụ được à? Xui xẻo cho tôi đã tin tưởng các cô quá. Chẳng ngờ làm ăn cũng không đáng tin. Phục vụ liên tục xin lỗi, đối phương cứ mắng xa xả. Cuối cùng đối phương đưa ra yêu cầu của mình, xem bên giao hàng có vấn đề gì. Ví dụ khác là khách hàng đặt hàng không ghi chú màu sắc, nên khách muốn đặt màu trắng nhưng lúc nhận lại nhận được màu vàng bởi vì không thêm ghi chú gì, nghĩa là bên cửa hàng sẽ giao tùy màu. Khách hàng nhận được đồ liền nổi giận, mắng nhân viên làm việc hời hợt. Vì sao không hỏi cô ấy muốn màu gì? Sau khi cơn giận trôi xuống, khách hàng đưa ra yêu cầu của mình, đổi cho cô ấy cái màu trắng. Bạn tôi đau đầu mệt mỏi nói với tôi,
tớ cũng thường lên mạng mua đồ. Cũng có lúc bên chuyển phát giao sai, có nên tớ cũng có thể thông cảm được và thường để nhân viên giúp tớ check một chút. Bình thường nếu như muốn đổi sang màu trắng thì trực tiếp nói muốn đổi sang màu trắng đi. Bảo là giúp tôi đổi là được rồi, cần gì phải mắng người ta chứ. Nhưng vấn đề là người ta chẳng muốn thông cảm cho mình. Nhân viên hay nói với tớ rằng nếu không phải là vì công việc nhất định sẽ quát lại cho mà xem. Tớ chỉ làm ăn kinh doanh thôi mà, có gặp người nào tớ thông cảm cho mình đâu. Tuy rằng sự việc không giống nhau nhưng đạo lý thì tương đồng. Có rất nhiều người cả cuộc đời này dường như không biết cách làm thế nào để thực sự nói chuyện khơi thông được với người khác. Hoặc là không giỏi đứng vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Nếu như bạn là nhân viên phục vụ, gặp khách hàng tới mắng bạn, bạn vẫn có tâm trạng phục vụ khách hàng đó sao? Dù cho bạn có tiếp tục chăm sóc khách hàng này thì có lẽ trong lòng bạn đã hỏi thăm tổ tông khách hàng vài đời phải không? Trở lại với câu chuyện đầu bài viết, nếu như tôi là anh chồng, bạn hy vọng tôi rửa bát, bạn hãy nhẹ nhàng hòa ái nói với tôi. Dù cho lúc đó tôi đang bận trả lời tin nhắn thì sau khi nhắn xong, tôi cũng sẽ đi rửa bát. Mà trong lúc tôi đang nhắn tin, bạn xông lên quát tôi, tự dưng bị cổ trách. Trong lòng tôi đã sớm bùng cơn giận rồi, sao có thể để theo như ý bạn được. Nhẹ thì không để ý đến bạn, nặng thì cãi nhau với bạn một trận ra trò. Nhiều người phụ nữ đều làm như vậy, thực sự họ đều hy vọng người đàn ông có thể thấy sự vất vả hy sinh của cô ấy. Thấy cô ấy thực sự không dễ dàng gì, có thể trân quý sự hy sinh của cô ấy. Nhưng mà khiến người đàn ông nhận thấy hoặc chi ngộ ra có rất nhiều cách mà. Ví dụ như khi chồng đi công tác về, tôi sẽ nói với anh ấy gần đây công việc bận rộn. Cả người đều rã rời, chúng ta đi massage nhé. Hay là hôm nay anh trông linh bảo, con tác giả, được không? Gần đây con cứ theo em mệt lắm, con cứ khó trông lắm anh đơn giản như vậy. Anh ấy đều vui vẻ làm hộ, cũng hiểu được tín hiệu em mệt rồi của bạn. Cần gì phải hồ nháo một phen? Kết cục ngoài một bụng đầy tức giận thì chẳng có gì cả hay sao? Nhớ lúc tôi trước khi kết hôn có nói chuyện với một chị gái. Cuộc sống hôn nhân của chị ấy vô cùng hạnh phúc. Tôi hỏi bí mật để vợ chồng hòa thuận chung sống là gì. Chị ấy chỉ nói một câu, chính là có lời thì cứ nói trực tiếp. Đừng có để đàn ông phải đoán, bọn họ ngốc lắm. Có chuyện gì thì cứ nói ra, bọn họ sẽ đáp ứng. Em từ lúc bắt đầu nên có cách giao tiếp với chồng như thế này. Tôi tiếp thu vô cùng sâu sắc đạo lý này. Trước đây tôi có viết một bài phụ nữ phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Cũng thường nhận được chỉ trích của nhiều cô gái chị cho rằng tôi không nói ra sao. Vấn đề là anh ấy coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai, tôi phải làm thế nào? Chị cho rằng tôi không muốn làm người phụ nữ dịu dàng khoan dung hay sao? Vấn đề phải xem người đàn ông có xứng đáng hay không chứ? Tôi chỉ muốn nói, đó là từ lúc bắt đầu hai người đã không có phương thức giao tiếp lành mạnh hiệu quả rồi. Nếu như các bạn nói chuyện có thương có lượng thì làm sao các anh phát điên với các bạn, coi các bạn như không khí được chứ? Bất cứ chuyện gì, đừng chỉ xem kết quả, ngẫm nghĩ xem nguyên nhân từ đâu tới. Hãy tin tưởng, kết quả ngày hôm nay đều được ủ nhân từ những ngày trước đó. 3. Ngàn vạn lần đừng làm bạn với ba loại người này khoảng thời gian trước. Người bạn ép của tôi tìm đến tôi tâm sự khi có tâm trạng vô cùng rối bời. Ép là một con người rất nỗ lực trong công việc. Không làm hết việc thì không ngần ngại tăng ca. Tất cả những điều này đều được cấp trên để ý đến. Nên là khi có vị trí thăng chức của bộ phận thì lãnh đạo nghĩ ngay đến ép. Ngay đến ép cũng luôn nghĩ rằng lần này vị trí ấy nhất định là của cô ấy. Cả bộ phận này có ai nỗ lực như cô ấy đâu cơ chứ. Hơn nữa, năng lực làm việc của cô ấy rất tốt. Trong bộ phận của cô mọi người đều nhất định cho rằng lần thăng chức này 10 phần chắc 9 là ép rồi. Tất cả đều nháo nhào lên đến lúc được thăng chức nhất định ép phải đãi một bữa ra trò. Ép miệng thì vẫn khiêm tốn nói, đâu có. Người có năng lực hơn tôi còn rất nhiều mà. Nhưng trong lòng ép thì rộn ràng niềm vui rồi. Còn có ý định sau khi có quyết định thì phải dẫn mọi người đi ăn mừng một bữa. Nhưng kết quả đều làm cho mọi người đều kinh ngạc. Người được thăng chức là một đồng nghiệp khác, trong quá trình làm việc cũng chẳng có biểu hiện gì nổi bật cả. Ép hết sức bàng hoàng, không biết là tại sao kết quả lại trở thành như vậy. Muốn đi hỏi cấp trên tại sao lại như vậy nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào vì ban đầu cấp trên cũng không nói vị trí này là của cô. Nhưng ép luôn đinh ninh rằng nhất định là do nữ đồng nghiệp kia giở trò mờ ám sau lưng mới có thể đảo ngược cục diện. Đồng nghiệp nữ kia đối với cô mà nói như cái gai trong mắt.
Đối với bản thân F mà nói, lần này không những không được thăng chức mà còn bị bao nhiêu người giễu cợt sau lưng. May mắn là trong bộ phận còn có G luôn luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên cho F, cô ấy cảm thấy may mà còn có G bên cạnh. Không thì cô ấy cũng không biết làm thế nào có thể tiếp tục làm việc ở công ty này nữa. Sau sự việc đó, F và G càng ngày càng thân thiết như hình với bóng. Nhưng cho đến ngày hôm qua, F uất nghẹn mà tìm tôi nói rằng cô ấy chính là có mắt không tròng. Cứ luôn coi vị đồng nghiệp nữ kia là kẻ thù mà không biết rằng kẻ thù lại ở ngay bên cạnh cô ấy. Thì ra ban đầu cấp trên vẫn luôn cân nhắc F. Cho đến thời gian cất nhắc vị trí thăng chức, cấp trên nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung bức thư nói rằng F thường xuyên tăng ca, thực ra chỉ là diễn cho lãnh đạo xem mà thôi. F cố ý ban ngày rảnh rang không làm hết việc để khi nào tan ca mới bắt đầu làm. Hơn nữa hai lần đi công tác còn giở trò. Cấp trên đương nhiên không dễ dàng tin tưởng bức thư này. Âm thầm điều tra nhưng không ngờ rằng sự việc trong thư có giống với trong lần công tác. Cho nên, cấp trên cho rằng F là người không thành thật. Chỉ thích giả vờ để được lòng cấp trên nên đã bỏ ý định cất nhắc F và thay vào đó là thăng chức cho vị đồng nghiệp nữ kia. Chuyện này thì F cũng vô tình mà biết được vì có một lần máy tính của F bị hỏng. Phải làm PPT cho kịp cuộc họp nên đã hỏi mượn máy tính của G. G không nghĩ gì mà đưa luôn máy tính cho F. F trong lòng nghĩ rằng G quả thật là bạn tốt. Sau đó F dùng máy tính của G tiếp tục ở lại tăng ca. F làm liền 3-4 PPT mà không ưng ý, liền xóa hết rồi làm lại. Nhưng đến gần cuối phát hiện có một số file vẫn cần nên khôi phục lại. Không ngờ rằng lại thấy một email trong hòm thư còn nhắc đến tên F. Cô ấy cảm thấy rất lạ, liền ấn vào xem và khôi phục email này. Xem được xong thì F không thể nào tin được vào mắt mình, chỉ biết thẫn thờ ra đấy. Sau đó F cầm ngay điện thoại nhắn tin cho tôi, hỏi tôi rằng cô ấy nên làm thế nào bây giờ. Nên đi cãi nhau một trận hay đi gặp G đối chất. Cô ấy thật sự không nghĩ rằng người hại cô ấy là G. F nói nếu G kéo cô ấy xuống để G được nổi trội hơn cô ấy còn có thể hiểu, đằng này G kéo cô ấy xuống nhưng lại không vụt lên mà là người khác. Sao G lại phải làm như vậy chứ? Trước mặt thì đối tốt với cô ấy làm cô ấy nghĩ là F thật lòng muốn làm bạn tốt, nhưng sau lưng lại đâm lén F như vậy. Tôi có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của F. Thật sự là cũng không quá khó để hiểu, vì khi nghe những hành động và lời nói của G qua lời kể của F, tôi đã đoán được là G sẽ có thể làm một số chuyện sau lưng người khác, cho nên tôi không quá ngạc nhiên. Khi G thấy người khác được thăng chức, miệng sẽ luôn luôn khen ngợi chúc mừng, nhưng thật ra trong lòng sẽ cảm thấy người này có gì mà xứng được thăng chức. Nếu như có cô gái nào đó tìm được bạn trai tốt về kinh tế thì nhất định sẽ cảm thấy người ta ham tiền. Tất cả những điều này chứng minh rằng đây chính là một người vô cùng thích đố kỵ với người khác. Tôi chắc chắn rằng với một người hay đố kỵ với người khác mà nói, căn bản không có chuyện họ thật lòng đối xử tốt với ai đó. Nếu bạn kém họ, họ chỉ coi bạn như ngọn cỏ. Còn nếu bạn ưu tú hơn họ thì không biết đã hận bạn đến mức nào nữa rồi. Một vị tiên sinh từng nói với tôi đừng bao giờ kết giao với những người mà trong mối quan hệ chỉ biết đến thiệt hơn. Một vị giám đốc xí nghiệp khác thì nhắc nhở tôi không nên cùng đồng nghiệp làm bạn bè, bởi vì không biết khi nào bạn sẽ cùng họ phát sinh xung đột về lợi ích. Nhưng khi kết giao bạn bè, tôi thường có những quy tắc như sau. Thứ nhất, không kết giao với những người ngày ngày nịnh bợ bạn. Là bạn bè thì việc chúng ta cần nhất đó chính là bình đẳng, tôn trọng. Nhưng những người xu nịnh không như vậy. Nếu ngày ngày có một người tâng bốc bạn, thì về cơ bản bạn có thể kết luận rằng cô ấy phải có kế hoạch âm mưu gì với bạn. Một khi bạn không còn thứ mà người ta muốn, tình bạn sẽ chấm dứt. Còn một điều nữa các bạn cũng cần chú ý, đó là khi người khác nhờ bạn giúp đỡ, bạn có thể chọn lựa không giúp, nhưng nếu giúp thì cũng không được dùng thái độ bề trên. Vì không biết đến một ngày nào đó bạn cũng cần đến sự giúp đỡ mà mọi người đều quay lưng về phía bạn thì đừng trách lòng người lạnh lẽo. Thứ HAI, tuyệt đối không kết giao với người hay đố kỵ. Đố kỵ là tính cách xấu nhất của con người. Tôi còn nhớ hồi nhỏ bên cạnh nhà tôi có một người gì. Nói thế nào nhỉ? HMM phàm là gia đình nào giàu hơn nhà cô đó, điều kiện tốt hơn thì cô đó sẽ nguyền rủa người ta. Có vài lần lúc đêm khuya mọi người đều nghe thấy tiếng nhưng tưởng đó là đọc kinh cầu phúc cho gia đình. Nhưng sau đó mọi người phát hiện ra là nguyền rủa gia đình mình. Mọi người đều vì thế mà cãi nhau to. Nhưng ở quê nên mọi người rất tin vào tâm linh, sợ ảnh hưởng đến gia đình mình, do đó mà quyết định tuyệt giao. Không dính líu đến gia đình bà cô đó thì cuộc sống mới yên ổn trở lại.
Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ câu nói của bà gì đó hay nói, nhà đó ở đâu ra lắm tiền thế? Nhất định là tiền từ việc không trong sạch mà ra, hay là xinh đẹp thế kia thì chắc không phải dạng tử tế rồi. Nếu như ở bên cạnh bạn có những người thấy người khác có tiền, lấy được chồng tốt mà đi nói xấu người ta thì bạn nên cẩn thận, vì một ngày nào đó lỡ như bạn hơn người đó, thì họ nhất định sẽ không bỏ qua cho bạn. Thứ ba, cẩn thận với người có quan hệ thân thiết gần gũi. Các bạn có nhớ đến phim Võ Mị Nương do Phạm Băng Băng đóng không? Chúng ta thấy trong phim quan hệ của Mị Nương và Từ Huệ là hiểu. Thực tế theo lịch sử thì Từ Huệ rất được sủng hạnh, nhưng trong phim thì Mị Nương và Từ Huệ là kiểu chị em tình như thủ túc. Từ khi Lý Thế Dân bắt đầu sủng hạnh Mị Nương, còn Từ Huệ thấy người đàn ông mình yêu đối với bản thân lạnh nhạt thì sự khó chịu đố kỵ tăng lên từng ngày. Sau này còn hận người tỉ muội của mình đến thấu xương nữa, luôn muốn Mị Nương phải chết. Vì thế yêu một người đàn ông vốn đã không phải chuyện tốt lành gì rồi. Tình cảm là thứ khó có thể chia sẻ, hơn nữa còn có chút độc chiếm. Nếu như người bạn của bạn và bạn cùng có một cơ hội tốt, bạn có được mà họ không có. Nếu như người bạn yêu và họ yêu cùng một người thì gay go rồi. Có thể họ không có ý hại bạn, nhưng mà vì động đến lợi ích, đến bản thân thì sự đố kỵ này nó cũng dần dần lớn lên mà thôi. Vậy nên là có người giúp bạn thì cũng sẽ có người hại bạn. Người hại bạn có khi lại là người luôn ở bên cạnh bạn không chừng. 4. 30 chưa phải là hết cố giai hoàn mỹ, nhưng sai ở điểm này trong hôn nhân. Chồng của cô và đồng nghiệp hùn vố, nờ làm á, nờ rồi truyền hình, ua truyền hình, yệt hơn 10 vạn. Tất cả tiền tích góp đều mất hết, hơn nữa còn nờ ở rất nhiều. Hiện tại trước mắt chỉ có hai cách, một là bán nhà. Nhưng đây là ngôi nhà duy nhất họ có, miệt mài tiết kiệm nhiều năm mới mua được. Bây giờ bán đi sẽ không còn chỗ ở nữa. Nếu chỉ có hai người thì không nói, đằng này nhà còn có đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Nếu mang nó đi lang thang nay đây mai đó thì thực sự không đành lòng. Con đường thứ hai chính là về ai gia đình và bạn bè tiền, sau đó dần dần trả các món nợ ở. Chỉ có điều chồng của cô lại lo lắng chuyện tiền nong va, y mượn. Nếu không tê, giả được đúng hạn thì sợ bị bạn bè điều tiếng xa lánh. Giờ cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà cùng đường được. Nên nhắn tin hỏi tôi phải làm cái gì bây giờ. Nghe chuyện này tôi lại nhớ đến một người bạn cũ của mình. Cô ấy và chồng tình cảm rất tốt, rồi chồng cô cũng gặp khó khăn. Buôn bán lít, mẫu mất 500 vạn, lập tức lâm vào đường cùng. Bạn tôi lúc đấy quyết định rất nhanh, xin từ chức. Rồi tách ra lập nghiệp, chưa đến 2 năm đã trả xong hết nợ. Chồng tôi lúc nghe chuyện này rất cảm động, nói rằng phụ nữ bọn em tuy là có lúc kén cá chọn canh, nhưng có khi lại nghĩa khí đến phát nể. Được mấy người vợ thấy chồng thu a lít tỗ 500 vạn, không những không đòi lít y hôn hay trách cứ, mà còn giúp chồng vượt qua cửa ải cơ chứ. Rồi chồng tôi hỏi, giả sử bây giờ anh buôn bán lít tỗ 5.000 vạn, em cũng giống bạn thân em, cùng anh gánh chịu hả? Lúc đó tôi nói đùa rằng theo tình hình của hai chúng ta, nếu có lít tỗ 5.000 vạn cũng là em lít tỗ, lúc đó khẳng định phải là anh trả nợ cùng em rồi. Nhưng chồng tôi nhất quyết phải nghe được một đáp án rõ ràng. Nên tôi đành thành thực nói rằng cần phải xem tình huống lúc đó thế nào. Chồng tôi nghe vậy rất buồn bực, hỏi tôi vì sao phải xem tình huống. Không phải đã nói hai ta sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ sao? Thực ra rất nhiều người nghĩ đã là vợ chồng thì phải nâng đỡ lẫn nhau, cùng sướng cùng khổ. Đây là trạng thái lý tưởng, nhưng trong hiện thực, suy nghĩ này thực sự rất ngây thơ. Giả sử như chồng tôi truyền hình, hiếu nợ 5.000 vạn, tôi đầu tiên sẽ phải suy xét xem vì sao anh ấy lại lít ổ nhiều như thế. Có phải bị người khác lừa lọc hay không? Hay là một mình một ý, tự phán đoán sai lầm rồi mới truyền hình ua lít ổ? Và một khi thất bại, một người cần học cách chấp nhận mình có khuyết điểm, đối diện với nó và chịu chấp nhận hậu quả nó mang lại. Thứ hai, đứng trước cục diện do mình gây ra, người đó có bỏ ra tí nỗ lực tích cực nào hay không? Ví như chồng của bạn tôi, từ ngày buôn bán truyền hình, ua lít ổ luôn cảm thấy tự trách. Nghĩ là mình liên lụy người trong nhà nên chủ động bán đi một căn nhà dành dụng được trước khi kết hôn, có gì bán được đều bán hết. Anh ấy cũng mau chóng đi tìm công việc mới, làm thêm chỗ này chỗ kia với mong muốn sẽ sớm trả được khoản nợ. Trong những ngày tháng đó, anh ấy và bạn tôi cùng nhau tìm biện pháp giải quyết, trong khi trên thực tế,
Gia cảnh nhà bạn tôi rất tốt, vừa là con gái một. Bố mẹ lại cũng có thừa tiền để bù cho con số bị lít tốp. Bạn tôi thậm chí còn từng bảo hay là tìm bố mẹ cô ấy mượn một chút, sau này kiếm được sẽ trả nợ, ở cho họ. Chồng cô ấy lập tức phản đối, nói vấn đề này để anh sẽ cố gắng tự giải quyết. Đừng làm phiền đến bố mẹ, cũng đừng để họ lo lắng. Chúng ta vẫn luôn khoa trương khích lệ phụ nữ phải biết cảm thông, phải biết bao dung, nhưng nếu cảm thông không đúng lúc, bao dung không đúng cách thì đây cũng là một tê, ội á. C. Hứa Hoan Sơn vì sao dám cùng khách hàng lớn tiếng cãi nhau? Không thèm để ý đến sự sống CHS của công ty, bởi vì hắn ta biết sẽ có người giúp mình giải quyết mọi hậu quả. Nếu muốn loại đàn ông này phát triển, bạn nên cổ vũ động viên hắn, nhưng tuyệt đối không thể làm thay hắn. Bạn phải để hắn tự mình cảm nhận loại hậu quả bản thân gây ra. Ví dụ như việc không thể quản nổi một cái công ty vậy, chỉ có nếm đủ hậu quả, đi đến đoạn đường cùng rồi, một người mới có thể suy ngẫm lại, mới hối hận, mới tự rút ra được bài học. Ngay cả chút thời gian ngẫm nghĩ bạn cũng không cho đã giúp hắn giải quyết vấn đề. Cơ hội để hắn tự rút ra bài học cũng chẳng để hắn nắm bắt, thì hắn chỉ có thể ngày càng ấu trĩ, ngày càng thụt lùi mà thôi. Không biết mọi người có nghĩ đến hay không, khuyết điểm chủ yếu của đàn ông nước ta là thiếu trách nhiệm. Mẹ và vợ có mâu thuẫn, hắn liền nóng nảy bỏ đi. Việc nhà không quan tâm, dạy con được một chút là mất kiên nhẫn, buồn bực quát mắng. Thế nhưng vì sao lại xảy ra tình trạng này? Bản tính vốn có của người đàn ông đương nhiên là một nguyên nhân chính. Nhưng nhiều phụ nữ nước ta cũng tồn tại một vấn đề trọng điểm. Đó là khi kết hôn liền thích biến mình thành mẹ mà không đặt mình ở vị trí vợ. Mỹ nhân hoàn hảo như Cố Giai cũng không phải ngoại lệ. Đến việc chồng cô ấy mặc cái gì, đeo cà vạt như thế nào, đều là cô ấy làm chủ hết. Đây là thái độ thích hợp để đối xử với chồng sao? Ngay cả khi dạy con người ta cũng không dùng cách thức đó. Vì như thế nhất định sẽ nuôi ra một đứa con không có chủ kiến, cũng chẳng tự làm được việc gì nên hồn. Phụ nữ khi kết hôn, trách nhiệm và sứ mệnh lớn nhất là gì? Không phải bạn quản việc nhà giỏi bao nhiêu, cũng không phải bạn có bao nhiêu quan tâm chăm sóc, mà là bạn phải để cho chồng mình được làm một người có trách nhiệm. Phẩm chất đắt giá nhất của đàn ông là có trách nhiệm và biết gánh vác. Một người đàn ông nếu không có những thứ này, thì thực sự còn không bằng một con muỗi nữa. Xin hãy nhớ, nếu muốn chăm ra một ông chồng vô dụng chuyên ra ngoài nuôi tiểu tam, thì cứ hóa thân làm mẹ của hắn đi. Còn nếu không, phải luôn tâm niệm bạn là vợ chứ không phải mẹ. Có một đoạn văn Vãn Tình từng viết trong Lấy Tình Thâm Mà Đổi Đầu Bạc rất hợp với bộ phim này nói riêng và mối quan hệ vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân nói chung. Nếu người đàn ông giống như một hòn đá, thì trình độ điêu khắc của đàn bà có cao siêu đến đâu cũng không thể biến đá thành ngọc. Ngược lại, nếu đàn ông đã là một viên ngọc tốt, nhưng trình độ điêu khắc của người phụ nữ lại quá kém cỏi thì cuối cùng cũng chỉ làm ra một thứ sản phẩm thất bại mà thôi. Vậy nên cả hai thứ này đều không thể thiếu được. 1. Bạn càng nhu nhược càng nhiều người ức hiếp bạn. Cô gái chuyên làm móng cho tôi nói với tôi là cô ấy muốn về quê đi xem mắt, không thể tiếp tục làm móng cho tôi nữa. Cô ấy đã tìm cho tôi em gái có tay nghề giỏi nhất tới thay cô ấy. Tôi thấy trong mắt cô gái ấy chẳng có chút vui mừng nào, ngập tràn mông lung lỉnh cùng em nói chuyện. Em nói tôi hay, em ấy chẳng muốn về quê chút nào nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Tôi nói em mới có 22 tuổi, không cần phải gấp gáp kết hôn làm gì. Lúc chị bằng em hiện giờ, chị vẫn đang đi học đại học cơ mà. Em ấy bất lực nói, chị Vãn Tình, bọn em đều đến từ vùng núi nhỏ bé tỉnh An Huy. Em đến độ tuổi này đã bị coi là bà cô già rồi. Em có một người bạn học hơn em một tuổi mà con bạn ấy sắp lên tiểu học rồi. Nào có thể so được với các chị tôi biết giữa các vùng miền có tính chất khác biệt. Nhưng mà thực sự không hy vọng em gái còn trẻ như vậy mà đã phải thỏa hiệp với cuộc sống này. Nhưng phàm là những người tại bất kỳ thời điểm quan trọng nào trong cuộc đời lựa chọn thỏa hiệp, phần lớn đều phải thỏa hiệp cả một đời. Em nói thực ra em một chút cũng không muốn quay trở về, nhưng ba mẹ em cứ bắt em phải về. Trong thôn vùng núi đều là những người quen mặt quen thân, chuyện nhà nào cũng rõ tường tận. Nhà ai có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu sau mỗi bữa cơm của người khác. Nhà ai có bao nhiêu con, còn bao nhiêu tuổi. Đã kết hôn hay chưa cũng là chuyện mà người nhà nhà quan tâm. Theo một cách đơn giản mà nói, ai mà không theo từng bước theo con đường đó thì sẽ bị chết chìm trong miệng lưỡi của người khác.
Tôi muốn nói, dù sao em cũng thoát khỏi chỗ đấy rồi. Mặc kệ cho bọn họ nói ra nói vào như thế nào, cứ bỏ ngoài tai đi. Tôi biết em sẽ nói còn có bố mẹ cũng bị người ta tạo áp lực nữa mà. Tôi cũng không thể yêu cầu bố mẹ em ấy yêu thương con gái mình tới cảnh giới như vậy. Vì nguyện vọng của con gái và hạnh phúc của con mà xem nhẹ ý kiến của những người xung quanh thì thật sự nội tâm phải vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng, bố mẹ cô ấy không được như vậy. Vì thế mới lựa chọn bắt cô ấy trở về. Tôi nhớ đến 2 ngày trước có một người bạn than phiền điều phiền não cũng như này với tôi. Bởi vì cô ấy đã 36 tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Những người xung quanh ngày ngày vô tình hay cố ý hỏi cô ấy, khi nào thì mới có dự định sinh con thế? 36 tuổi rồi có còn nhỏ đâu, giờ mà không sinh sợ cả đời này chẳng có cơ hội làm mẹ đâu. Những câu nói này trở thành áp lực rất lớn với cô ấy. Cô ấy và chồng đi bệnh viện kiểm tra vài lần. Kết luận đều là 2 người khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Cô ấy hỏi bác sĩ nguyên nhân, bác sĩ nói nếu như tâm trạng lo lắng sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai. Cô ấy bực tức nói với tôi, những người này không nhúng mũi vào cuộc đời của người khác sẽ chết hay sao? Sao mà ai ai cũng rảnh hơi thế chứ? Tôi muốn nói thế chị quan tâm bọn làm gì? Nhưng điều này sẽ khiến cô ấy phiền muộn nhiều hơn, thế là nhịn xuống không nói câu đó. Thế lúc chị chưa kết hôn, đám người đó có hay không quan tâm chị như này? Lúc chị ấy kết hôn đa là 33 tuổi. Tôi tin là trước khi kết hôn cô ấy cũng phải chịu đựng những người quan tâm mình một thời gian dài. Cô ấy im lặng một lúc rồi nhìn tôi nói đúng thế đó. Tôi cười nói với cô ấy, em tin là lúc chị kết hôn, chắc chắn sẽ có cảm giác như chút được gánh nặng. Trong lòng chị nghĩ, bởi vì chị kết hôn rồi nên những người kia cuối cùng cũng có thể dừng lại. Nhưng chị không liệu đến việc bọn họ lại tiếp tục quan tâm chị như thế này nữa. Em cũng không có cách nào có thể bịt miệng họ lại được. Chỉ là muốn chị hiểu rằng đừng có quan tâm đến những lời của bọn họ. Dù cho chị có làm theo mọi người, bọn họ cũng sẽ luôn tìm ra chuyện để quan tâm chị. Cô ấy sáng tỏ thông suốt, cho tôi một cái ôm thật chặt. Có rất nhiều người không có cách nào chịu được lời ra tiếng vào từ những người xung quanh, một dạng áp lực xã hội điển hình. Khẩn cấp vội vàng bước vào đời sống hôn nhân với người mình không thích, cũng chưa chuẩn bị tư tưởng tốt đã phải sinh con. Các cô gái nghiêm túc cho rằng, xem đi, tôi đã chẳng khác gì bọn họ rồi. Bọn họ chắc là không nói gì tôi nữa rồi, đúng không? Nhưng mà kết cục thì hoàn toàn tương phản. Họ không vo ve chuyện kết hôn của bạn thì cũng vo ve chuyện sinh con của bạn. Không nói ra nói vào chuyện sinh con của bạn thì cũng nói bạn trên mặt trận khác. Bởi vì đàm tiếu người khác là một phần quan trọng tạo nên cuộc sống của họ. Cũng có thể suốt đời dưỡng thành thói quen, làm sao mà dễ dàng thay đổi được. Những người thích nghị luận, nhúng mũi vào cuộc sống của người khác chỉ chấp nhận một kiểu sống duy nhất chính là sống như cách bọn họ sống. Chỉ cần ai sống không giống mình, bọn họ sẽ lại đàm tiếu. Dù cho cố ý hay là không cố ý, bọn họ dùng ngôn từ lời nói tạo thành những áp lực xã hội để đồng hóa những người không giống mình. Trên thực tế, những người không giống họ thường là những người có cuộc sống tự do hạnh phúc, bởi vì bản thân bọn họ không hạnh phúc, nên mới hy vọng tất cả mọi người đều như vậy. Nếu không tin, bạn có thể nhìn thật kỹ những người xung quanh mình. Phàm là những người đàn ông chẳng phải là loại người gì tốt lại đúng lúc trong nhà có một bà vợ như thế. Dù cho họ có thừa nhận hay không, họ đều có suy nghĩ giống nhau như này. Chồng của tôi đối xử với tôi không tốt. Vì đàn ông chẳng có ai là người tốt cả. Dựa vào đâu mà bạn lại có người chồng tuyệt vời như thế? Họ phải tự huyễn hoặc mình rằng tất cả đàn ông đều tồi mới có thể tiếp tục sống qua ngày đoạn tháng như này. Mặt khác, hễ là người khuyên phụ nữ khác chấp nhận chồng ngoại tình thì luôn luôn là người có cuộc sống hôn nhân chẳng đâu vào đâu. Vì sao lại như thế? Dù cho họ có chấp nhận hay không, đều có một suy nghĩ như này. Chồng tôi ngoại tình. Tôi đã lựa chọn chấp nhận rồi. Dựa vào cái gì bạn không chấp nhận? Tại sao tôi phải sống những ngày nhường nhịn ấm ức mà bạn thể một mình nhàn hạ? Có thể bọn họ không có những suy nghĩ độc ác như này, nhưng tâm lý số đông của con người sẽ thúc đẩy họ ngày càng dìm nhiều cô gái xuống nước. Họ sẽ dùng rất nhiều cách thức để ép buộc những cô gái khác tiếp nhận cuộc sống giống như họ. Hãy nhìn xung quanh thử xem, những người đàn bà hay khuyên là đàn bà con gái chính là mệnh khổ, hãy chấp nhận điều đó đi. Vừa vặn là những người sống khốn khổ nhất. Người đàn bà hay khuyên là phụ nữ phải chăm bẵm cho gia đình.
nhà cửa vừa hay là những người sự nghiệp chẳng có tiền đồ, quản lý nhà cửa chẳng ra sao. Ý đồ của bọn họ cũng chỉ qua cách nghĩ như này. Tôi sống không hạnh phúc, những người khác cũng nên như thế. Giả sử nếu như có ai theo đuổi sự tự do, đam mê, thành tựu thì đã làm sụp đổ thế giới họ tự tưởng tượng huyễn hoặc ra. Trở thành đối tượng họ chĩa mũi tới, bạn có chắc cô gái kia thật sự hạnh phúc không? Chúng ta sao mà thấy được những lúc cô ta khóc sau lưng hay không chứ bạn cho rằng cô gái kia nỗ lực làm việc vì cái gì? Chính là vì chẳng có ai mà dựa vào bọn họ không thể chấp nhận những suy nghĩ không giống với mình, không chấp nhận cuộc sống khác biệt với mình. Thế bọn họ sẽ nghị luận đàm tiếu tất cả mọi người sao? Không đâu. Với những người nội tâm mạnh mẽ, họ căn bản chẳng buồn quan tâm tới những người khác nói như nào. Những người đàm tiếu họ chỉ thỉnh thoảng nghe đôi câu rồi thôi. Bọn họ thích nhất bàn luận về những người phụ nữ chịu khuất phục, chịu thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ cần có cảm giác đạt được thành tựu đó. Ngày ngày gặp phải khó khăn thì ai nguyện ý làm đây? Giống như một người muốn đánh nhau, anh sẽ không đi tìm người cao lớn thô kịch. Anh ta sẽ chọn người nhìn qua có vẻ gầy yếu để mình có thể đánh thắng. Không thể bịt miệng những người này, bạn chỉ có thể không để tâm đến họ. Nếu như bạn để ý, cuộc đời này của bạn sẽ thua trong tay họ. Tin tưởng tôi, đó không phải bắn tiếng đe dọa bạn. Cái cuộc sống mà bọn họ dắt bạn đến luôn luôn là khuôn mẫu cuộc sống thấp kém nhất. Bạn có bao giờ từng thấy một người phụ nữ hạnh phúc vẹn tròn ở đó mà ép người khác sớm kết hôn, sớm sinh con hay chưa? Bạn có từng thấy người phụ nữ nào tự tin, yêu nhã ngày ngày hoa chân múa tay vào chuyện người khác hay không? Chắc là sẽ có người đưa ra ý kiến khác như thế này. Không sai, những người đó không có ý tốt. Vậy bố mẹ thì sao? Người khác ép buộc chúng ta có thể không nghe, nhưng bố mẹ sẽ hại con cái mình hay sao? Đúng vậy, bố mẹ chân chính thực sự sẽ không đi hại con mình. Nhưng mà bố mẹ không biết cách yêu con thực sự thì nhìn đâu cũng thấy. Càng là bố mẹ tâm tính rộng rãi, thân nhàn hạnh phúc, có tiếng có miếng, càng sẽ không đi can thiệp vào cuộc đời con cái. Càng là những bố mẹ sống không hạnh phúc, không có chính kiến thì càng hồ hởi can thiệp vào quyết định của con cái. Trong suy nghĩ của bố mẹ không có ý niệm tôn trọng sự trưởng thành của con cái. Có rất nhiều cô gái đau khổ, oán trách những người đó nhưng đều vô ích. Chỉ có một biện pháp giúp các cô gái thoát khỏi hoàn cảnh đó. Chính là hãy cố gắng cách xa những người đó. Khi họ với không tới cuộc sống bạn có, tự khắc sẽ ngừng nói. 6. Đáng sợ nhất là những cô gái ngoài nhiều tiền hơn bạn. Gả cho chồng giàu hơn bạn mà còn nỗ lực hơn bạn. Có một cô gái nói với tôi rằng, gần đây cứ thấy chênh vênh mịt mờ, hôn nhân hay công việc đều như thế, cảm thấy rất mệt mỏi. Thật hy vọng có thể có điều kiện kinh tế tốt, một người đàn ông hết mực yêu thương mình, vậy thì sẽ không cần phải mệt mỏi như này. Các cô gái mong muốn gả cho người có điều kiện một chút. Điều này chẳng có gì đáng trách cả, ai mà muốn bản thân gả cho người vừa nghèo vừa kém chứ. Trong phạm vi năng lực có thể làm được, tôi hy vọng các cô gái có thể gả cho người càng có điều kiện càng tốt. Nhưng mà, trước khi kết hôn với người có điều kiện, tôi vẫn muốn kể cho các bạn một câu chuyện liên quan tới việc gả cho người giàu. Gọi cô ấy là Z nhé. Cô ấy là bạn của bạn tôi. Tôi với cô ấy có duyên gặp mặt vài lần. Chuyện của cô ấy, đa phần là bạn tôi kể cho tôi nghe. Được mọi người kể lại, Z là người phụ nữ đã thay đổi vận mệnh sau khi kết hôn. Lúc Z kết hôn, sự nghiệp của chồng cô ấy vừa mới khởi sắc. Không tính là có quá nhiều tiền, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Ông xã của Z làm về bất động sản, lúc đó vừa lúc là thời kỳ phát triển đỉnh cao của nhà đất. Chồng Z cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, lấy được mặt bằng hot nhất lúc đó. Chỉ một hạng mục khiến cho chồng Z trong nháy mắt trở thành phú hào trị giá hàng trăm triệu tệ. Ông xã trở thành người giàu có, Z đương nhiên cũng không cần phải tiếp tục làm việc. Ông xã cũng hy vọng Z không đi làm nữa. Cô ấy liền từ chức ở công ty về nhà. Chồng cô ấy đối với cô ấy rất tốt. Đưa cho cô ấy 2 tấm thẻ có thể quẹt bất cứ lúc nào, cũng nói qua với cô ấy. Nói mấy năm nay là thời kỳ phát triển như vũ bão của ngành này. Bản thân anh sẽ rất bận, đi công tác xã giao gần như mỗi ngày. Nếu em cảm thấy buồn chán, có thể đi khắp nơi trên thế giới mà chơi, cũng có thể dùng tiền đi shopping. Lúc mới đầu, có thể sống cuộc sống như vậy, sẽ rất vui. Mỗi tháng nếu như không phải bay đi Pháp thì đi Hy Lạp.
Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, cô ấy gần như đi một lượt các nước đó. Quần áo trang sức trong nhà nhiều tới mức tặng cũng chẳng hết. Mà thời điểm đó, tài sản của chồng cô ấy vẫn tiếp tục tăng lên. Như vậy, sau 2 năm vui chơi đã, cô ấy có chút buồn chán. Thấy rằng những ngày tháng như này dù quá đủ xa xỉ, thảnh thơi tùy ý, cũng là cuộc sống người khác ngưỡng mộ không ngớt. Nhưng mà chỉ có bản thân mình biết trong lòng trống rỗng và mơ hồ như nào. Thời điểm đó, cô ấy đã qua 30 tuổi, không muốn tiếp tục rong chơi như thế này nữa. Thế là, cô ấy muốn sinh con. Cô ấy cho rằng sau khi có con, ngày ngày chăm lo con cái khẳng định sẽ vừa bận mà cuộc sống lại vừa phong phú. Ông xã cô ấy cũng muốn có con rồi, sự nghiệp ngày càng lớn, không có người nối nghiệp làm sao mà được. Thế là, vợ chồng mời chuyên gia dinh dưỡng tới nhà. Rất hứng khởi rầm rộ bắt đầu kế hoạch sinh con. Một năm sau, đứa trẻ ra đời, nhưng mà Rét lại không bận như tưởng tượng. Trong nhà có vài bảo mẫu, thực chất đã làm gần như hết việc chăm sóc đứa trẻ rồi. Rét mỗi ngày chỉ cần ngồi chơi với con, những việc khác không cần phải bận tâm. Người khác cần quan tâm tới việc chọn lớp, chọn trường, môi trường giáo dục cho con và các vấn đề khác. Nhưng mà nhà cô ấy những chuyện này sớm đã được sắp xếp thỏa đáng hết cả rồi. 2 năm trôi qua như thế này, Rét cuối cùng đề cập với chồng, muốn làm chút chuyện bản thân yêu thích. Không phải vì kiếm bao nhiêu tiền, chỉ hy vọng bản thân có thể làm chuyện gì đó, có gì đó để theo đuổi. Ông Sa thận trọng cân nhắc một chút, đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Đưa cho cô ấy 1.000 vạn tệ làm vốn để cô ấy tự mình làm. Cũng trong thời điểm này, Rét mới thấy bản thân sống trở lại. Trong nhà không thiếu tiền, nhưng mỗi ngày chẳng có việc gì thực sự khó chịu quá rồi. Thực ra mỗi ngày tới lớp đi học cũng chẳng áp dụng được gì, vẫn là thấy vô vị tới khó thở. Đặc biệt là Rét cũng ở trong giới thượng lưu. Mỗi ngày không phải nghe chuyện vị đại gia này với vợ ly hôn thì cũng là vợ ly hôn xong không có bản lĩnh. Sa sút vì đã sớm quen sống trong nhung lụa, gấm vóc lụa là. Điều này luôn luôn nhắc nhở Rét bản thân phải sở hữu năng lực riêng. Rét vốn dĩ là cao thủ quản lý tài chính. Lúc đó cũng là thời điểm đầu tư cổ phiếu tốt nhất. Trước lúc chưa tìm được dự án phù hợp, cô ấy đã biến 10 triệu tệ, khoảng 35 tỷ Việt Nam đồng, thành 100 triệu tệ, khoảng 350 tỷ Việt Nam đồng. Một bước trở thành truyền thuyết trong giới đầu tư. Tôi cũng ở thời điểm này mà bắt đầu nghe được câu chuyện về cô ấy. Tiền vốn lưu động tăng lãi gấp 10 lần, Rét đã có thể làm được những chuyện bản thân muốn làm. Cũng trong thời điểm này, Rét cũng định vị được giá trị của bản thân mình. Khảo sát hạng mục, thuê địa điểm, tuyển nhân sự, Rét đầy nhiệt huyết bắt tay vào làm. Cũng có thể do những năm này ở cạnh chồng nhìn quen mắt. Nghe quen tai nên việc Rét làm vô cùng thuận lợi. Nhìn sự nghiệp của mình từ nhỏ từng chút một phát triển trưởng thành, Rét trong lòng vui mừng không gì sánh được. Lúc này cô ấy mới hiểu rõ rằng cô ấy rất vui khi chồng đưa tiền cho mình. Nhưng tiền bản thân tự kiếm được tượng trưng cho mồ hôi nước mắt và công sức của bản thân khiến cho chính mình có cảm giác đạt được thành tựu. Mà cảm giác này, nếu không lao tâm khổ tứ, bỏ công sức ra mà làm thì không thể có được. Mà điều có ý nghĩa nhất mấy năm nay là xảy ra chuyện này. Chồng của Rét mấy năm nay vì sự nghiệp, gần như mỗi ngày đều phải đi gặp khách hàng. Xã giao, phải uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng có một ngày, chồng Rét ngã bệnh tại phòng làm việc. Bác sĩ nghiêm khắc nói với hai người họ, thân thể này không còn thích hợp cho việc liều mạng như thế nữa rồi, bắt buộc phải ở nhà tĩnh dưỡng. Chồng Rét hơn Rét 8 tuổi, lúc đó anh đã gần 50 rồi. Một bên là tráng trí chưa thành, một bên là sức khỏe đã báo hiệu. Con thì mới 10 tuổi đầu, không thể thay chồng đi làm được. Mà chồng cô ấy vừa nảy sinh ý nghĩ muốn nghỉ hưu, lại vừa không nỡ rời bỏ sự nghiệp bao năm nay. Rét nói, nếu là đem công ty bán cho người khác, anh chắc chắn sẽ đau lòng, hay là để em thử xem. Không phải anh chồng không nghĩ qua việc để vợ tiếp quản sự nghiệp của mình. Dù sao thì giám đốc trong công ty cũng là người ngoài, vợ mới là người thân. Nhưng anh ấy thấy việc này quá khó rồi, dù sao Rét cũng chỉ là phái yếu. Nữ nhi thường tình, trước đây cũng không tham gia vào. Liệu cô ấy có thể làm tốt được hay không? Rét nói con chúng mình giờ còn nhỏ. Ngoài em ra, anh còn có cách khác tốt hơn hay sao?
Nếu như em không đỡ được gánh nặng này, vậy thì chúng ta bán nó nhé. Jack cuối cùng cũng thuyết phục được ông xã. Anh ấy cũng không muốn chuyển nhượng công ty cho người khác. Nếu như Jack có thể tiếp quản được đợi con trai trưởng thành, thế thì chuyện trở nên tốt hơn rồi. Dưới sự động viên ủng hộ của ông xã, Jack nhậm chức. Lúc bắt đầu vô cùng khó khăn, bị các bên tạo áp lực. Đầu tiên là các vị nguyên lão trong công ty không phục, để cho một người phụ nữ chưa từng tham gia vào công ty tới quản bọn họ. Dù cho người đấy là phu nhân của sếp tổng, bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy rất nhiều người có biết nhưng chẳng nói gì, âm thầm chia bè kéo cánh. Z cũng âm thầm quan sát mọi người, trong lúc các vị nguyên lão không thuận ý mình. Vô lý đùng đùng, liền thẳng tay trực tiếp phế bỏ vài người. Một đau này khiến bọn họ khiếp sợ kinh hãi. Huy phong của cô ấy bắt đầu có tác dụng. Tiếp đến, đối tác của công ty thấy cô ấy lên nắm quyền. Với năng lực và hoàn cảnh của công ty đều mang cảm giác ngờ vực, hoài nghi. Z mang theo trợ lý tới từng công ty một thăm hỏi, thành tâm thành ý nói chuyện. Tuy rằng không phải tới công ty nào cũng hiệu quả, nhưng phần lớn vẫn lựa chọn tiếp tục làm ăn với công ty của cô ấy. Vì chưa đủ kinh nghiệm quản lý, Z cùng với đoàn đội của cô ấy tham khảo, quan sát, khiêm tốn học hỏi những kinh nghiệm của người khác, cũng tùy thời tùy lúc chú ý đến cơ hội hợp tác làm ăn. Khoảng 2 năm sau, Z cũng dần dần trở nên cứng cáp. Dù gì thì cũng là sản nghiệp của nhà mình. Z đều phải toàn tâm toàn ý, hết sức hết mình. Sản nghiệp lúc ban đầu trong thời gian ngắn bị đóng băng tạm thời dần phát triển ổn định. Sau đó, Z cũng bắt đầu bước chân đầu tư vào các lĩnh vực khác để gia tăng khả năng chèn chống được rủi ro của công ty. Dù sao thì cô ấy dường như cũng không kém hơn chồng là bao. Bất luận trong công ty dù là các vị bô lão hay là cấp dưới đều bái phục cô ấy. Có rất nhiều người cho rằng năng lực của Z vô cùng xuất sắc, nhưng cô ấy nói, cô ấy vô cùng cảm ơn bản thân những năm này không có ăn no rừng mỡ ở nhà làm phu nhân nhà giàu rảnh rỗi mà tách rời xã hội. Nếu không, để cô ấy tiếp nhận sản nghiệp này, dù cho có gan đảm bảo thì 90% là tới tay cô ấy sẽ phá sản. Những năm này kinh nghiệm của cô ấy chứng thực cho cô ấy rằng điều quan trọng hơn việc kiếm tiền chính là duy trì được năng lực kiếm tiền. Những điều Z trải qua khiến cho tôi vô cùng cảm động. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi kiên trì với sự nghiệp bản thân mình yêu thích. Nhiều cô gái cho rằng gả cho một ông chồng giàu thì chẳng phải lo lắng gì nữa, cứ kê cao gối mà ngủ. Nhưng mà vật đổi sao rời, không ai có thể xuôi trèo mát mái một đời dài như vậy cả. Tương lai có gặp phải bất kỳ gập ghềnh nào, cách duy nhất chúng ta có thể làm chính là không ngừng nâng cao năng lực của bản thân để đối mặt với bất kỳ biến cố nào. Gả cho một người chồng tốt đều là giấc mơ của mỗi cô gái. Nhưng mà, dù cho người đàn ông ấy yêu bạn như sinh mệnh, nhất thời yêu mình bạn, nhưng anh ta cũng không thể đảm bảo mình không gặp bất kỳ cản trở nào. Cũng không thể vĩnh viễn không cần sự ủng hộ giúp đỡ của bạn. Tới lúc đó, điều anh ấy cần không phải là một người phụ nữ bên cạnh anh ta khóc nức nở, mà là người phụ nữ đủ năng lực đảo ngược tình thế. Thực ra, những người phụ nữ gả cho nhà chồng tốt lại có cốt cách kiên cường mạnh mẽ sống cuộc đời không phải chỉ là những ngày nghỉ dưỡng mua sắm không thôi, mà họ còn nỗ lực hơn, dụng tâm hơn những người bình thường khác. Nếu không, nhan sắc cũng có ngày lụi tàn, tiền bạc cũng có thể rời đi. Chỉ có duy nhất năng lực mới đồng hành cùng bạn qua kiếp nhân sinh này. 7. Bạn bè quanh bạn ai ai cũng giỏi giang hơn bạn là loại trải nghiệm gì? Ngày trước tôi lướt trên tường nhà bạn bè có đọc được một bài viết. Có nội dung về điều tiêu cực trong vòng bạn bè, chỉ cần bạn không sống tốt hơn tôi. Trong chốc lát đó thật muốn thở dài, nhưng không phải vì quanh tôi đều là những người như vậy cho nên dậy lên chút đồng cảm. May mắn ngược lại, bạn bè xung quanh tôi hầu như ai cũng giỏi giang xuất sắc hơn tôi khiến tôi cảm thấy đây chính là chuyện vừa vặn tốt đẹp đó. Bạn thân A chính là chị em khuê mật của tôi. Đương đương, bà chị này hơn tôi 2 tuổi, từng mở 2 công ty. Bây giờ sáp nhập 2 công ty làm một, thậm chí còn là cổ đông của một công ty khác dù công ty đó là của chồng cô ấy. Dạo gần đây đương đương ngày ngày trước mặt tôi lải nhải đòi góp vốn xây dựng một viện dưỡng lão 5 sao. Sau đó đợi chúng tôi già đi liền cùng nhau vào đó ở. Mọi người cùng nhau chơi mạt trược, cùng nhau tán dóc nói chuyện phiếm. Tuyệt đối không ngày ngày cuốn lấy con, can thiệp cuộc sống chúng nó. Dù cho có già đi, cũng phải sống cho thật rực rỡ vui vẻ nhất.
Tháng trước, bà chị này còn lén lút nói cho tôi biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Con số này khiến tôi giật mình kinh sợ. Tôi ôm lấy Đương Đương nói một câu, đại gia, chúng ta làm bạn tốt nhé. Hơn nữa, bà chị này còn xinh đẹp hơn tôi nhiều lắm. Không thể không nhắc lại chút vì sao tôi lại thân với Đương Đương, bởi vì cô ấy xinh đẹp đó mà. Đối với người coi trọng giá trị nhan sắc như tôi tuyệt đối là không chống đỡ được rồi. Da của cô ấy mềm mịn trắng sáng bóng mượt khiến mỗi lần chúng tôi gặp mặt thì động tác đầu tiên tôi phải làm là sờ mặt cô ấy một chút, có thể hình dung tình cảnh như trong Thái tử phi thăng chức ký. Kiểu như không có tí lỗ chân lông nào và như lão hóa ngược trong phim chuyển thể vậy mà cô ấy trở thành bạn. Thân của tôi cũng bởi vì cô ấy không bao giờ keo kiệt chia sẻ với tôi phương pháp quản lý và cách chăm sóc da. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng cuộc sống, cùng nhau đàm đạo về nhân sinh. Chúng tôi có một mục tiêu chung chính là cùng nhau đứng trên đỉnh cao cuộc sống, ôm lấy sự hùng vĩ to lớn của trời đất. Chúng tôi cùng nhau xem thường những tranh đấu lục đục ám toán, lòng dạ đen tối. Bạn thân B cũng là bạn bè vừa gặp đã thân, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tốt nghiệp chẳng được vài năm đã một đường thăng tiến như bay. Bây giờ em ấy quản lý dưới tay mình khoảng 100 người, một năm thu nhập gần 100 vạn tệ. Nghĩ lại hồi tôi mới tốt nghiệp đại học mấy năm đó, vẫn còn đang đóng dấu văn kiện. Đây thực sự là cách biệt đó nha, chênh lệch thật rõ ràng mà. Nhưng em ấy có được thành tựu ngày hôm nay, cũng phải khiến người khác cực kỳ tâm phục khẩu phục, làm việc hết sức hết mình. Đầu óc linh hoạt như tỏa ra hào quang, ra tay phóng khoáng nghĩa hiệp mới mức không thể tin là nữ giới có thể làm điều đó. Tôi có thể nói ban đầu chính là tôi bị cử chỉ phóng khoáng của em ấy mua chuộc không đây. Ngoài ra, chỉ số thông minh cảm xúc của em ấy cao tới mức khiến người khác tức lộn ruột. Nhớ tới lúc đầu em ấy được thăng chức, chẳng phải trở thành kẻ thù chung của cả công ty hay sao? Tôi cũng toát mồ hôi hộ em ấy, người ta ganh ghét như vậy, hay chúng ta không làm nữa có được không? Nhưng cô gái của tôi chỉ dùng vỏn vẹn 3 tháng liền lật ngược tình thế trở thành người mọi người tin cậy. Ngay cả những vị lãnh đạo lúc đầu trong lòng còn nghi ngờ cô ấy giờ đều không nhịn được mà phải nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa. Cô gái này rất biết cách hưởng thụ, mỗi lần tới ngày lễ lại đặt vé đi khắp nơi du lịch, thật là mang phong thái của nữ thần mà. Hai hôm trước, lúc chúng tôi ăn cơm cùng nhau, em ấy uống nước hoa quả nói với tôi, chị thân yêu ơi, em sinh ra ở một nơi rất nghèo. Trong nhà chẳng có mấy phân tiền, sức khỏe của cha lại không tốt. Không thể sống thiếu thuốc, em không có ô dù, chẳng có ai chống lưng. Em từ nhỏ đã nói với bản thân rằng em không thể chọn được xuất thân của mình. Nhưng những năm tháng sau này mà sống không tốt thì chính là trách nhiệm của em. Em nhất định phải nỗ lực hơn những người khác mới có thể đuổi kịp sự chênh lệch về xuất thân của mình. Tôi biết tháng trước bố em ấy vừa mới phải phẫu thuật, từ đó bị liệt phải nằm trên giường. Không thể không trông cậy vào sự chăm sóc của người khác. Nhưng mà cô gái mạnh mẽ này trở thành trụ cột gánh vác cả nhà, còn sống tốt như vậy. Thấy cô ấy, tôi làm sao có thể ghét bỏ xuất thân của mình không đủ tốt chứ? Nhờ cô ấy, tôi hiểu được có một tâm thái tốt mới khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn. Đối với cô gái này, tôi hy vọng cô ấy sẽ sống tốt hơn tôi. Tôi thực lòng chúc phúc cho cô ấy. Bạn thân C đương nhiên cũng là chị em vừa gặp đã thân. Chỉ vì lý do công việc nên chúng tôi không thường xuyên gặp mặt. Nếu tình cảm của chúng tôi là dài hạn, thì cớ gì phải bên nhau sớm tối phải không? Thời điểm tôi quen biết cô ấy đã có công việc có mặt mũi rồi. Lúc đó chúng tôi sống ở gần nhau. Nhưng cũng không được bao lâu, cô ấy dứt khoát từ chức chuyển sang làm chuyện bản thân yêu thích. Vì lẽ đó, bạn trai chia tay với cô ấy. Tôi chạy qua an ủi cô ấy. Nhưng cô gái này vừa nấu xong cơm 4 mặn 1 canh, cười bảo tôi ngồi xuống. Tôi xúc động hỏi cô ấy, nếu thấy khó khăn thì cứ khóc ra đi. Dù vai tớ không đủ rộng nhưng có thể cho cậu mượn dùng. Cô ấy cười vỗ vai tôi, trong mắt xẹt qua tia yêu thương, đau lòng thì khó tránh khỏi. Nhưng tầm mắt chúng ta phải phóng xa một chút. 2 năm tình cảm không phải nói quên là quên ngay được. Nhưng một người đàn ông mà sống chết ngăn cản bạn gái mình làm chuyện cô ấy yêu thích, thực sự quả thật không phải là người đồng hành tốt. Lý trí cho tớ biết, việc này không nên tiếc. Hiện giờ, cô ấy đã trở thành người hô phong hoán vũ trong lĩnh vực của mình. Cũng gặp được một người đàn ông vô cùng tôn trọng cô ấy, tán thưởng cô ấy. Từ cô ấy,
tôi hiểu ra một người sống có chính kiến. Không chín bỏ làm 10 tất sẽ sống cuộc đời không tạm bợ. Đời người cay đắng ngắn ngủi cũng phải sống theo cách mà bản thân yêu thích mới là cuộc đời đáng giá. Bạn thân D là chị em thân thiết, là một hot mom. Thời gian trước lúc chúng tôi tụ tập, cái bà này thân hình thướt tha, yểu điệu, người đẹp như hoa. Dắt theo một đứa bé mặc lễ phục thắt nơ, cũng là con nuôi của tôi chậm chạp bước tới. Lúc đó tôi thấy thật thẹn, tôi chưa từng sinh con nên cũng chưa chú ý tới chăm sóc bản thân. Tôi ngắm cô ấy, khen ngợi từ đáy lòng. Bạn thân yêu ơi, bạn giữ gìn vóc dáng như nào thế? Cô ấy cười, hương vị phụ nữ quyến rũ này quanh quẩn, khiến cho tôi không nhịn được mà cảm thán hóa ra phụ nữ cũng có thể đẹp như vậy sao? Thật là tinh xảo quá mà. Cô ấy nói với tôi, mỗi sáng thức dậy sẽ uống một cốc nước đầy, sau đó vận động khoảng một tiếng, ăn đồ hầm bổ sung dinh dưỡng. Tôi hỏi cô ấy, có con rồi, vẫn có thể có nhiều thời gian như vậy sao? Cô ấy bình thản nói với tôi, muốn làm chuyện gì? Nhất định sẽ tìm được cách giải quyết, không muốn làm chuyện gì. Thì cũng nhất định sẽ tìm được đủ lý do, một người giỏi yêu thương bản thân, mới có thể đủ sức yêu người khác tốt hơn nữa. Cô ấy lấy ví dụ cho tôi, để cho tôi biết dù phụ nữ có con rồi, cũng có thể sống rực rỡ, tươi xanh như thế. Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều người bạn khác đều giỏi giang hơn tôi, hoặc là trên vài phương diện nào đó xuất sắc hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà, tôi thực lòng thấy rằng có thể quen biết những người giỏi hơn mình trở thành bạn bè thân thiết, thế thì thật vinh dự biết bao. Từ các cô ấy, tôi có thể học hỏi được rất nhiều phẩm chất ưu tú. Nội tâm mạnh mẽ, kiên cường, làm việc tận tụy chăm chỉ, không bao giờ lười biếng buông thả, kiên cường lạc quan. Quanh tôi tụ hợp một tiểu vũ trụ tích cực tiến liên, thỉnh thoảng khiến tôi ngưỡng mộ thán phục một phen, đồng thời cũng cho tôi nhận thức được rằng bản thân có nhiều thứ chưa được. Có những người bạn như thế này thực sự là một điều tốt đẹp biết bao. Chúng ta phải biết rằng cuộc đời nhân sinh này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên trời có trời, trên người có người, núi cao còn có núi cao hơn. Bạn đố kỵ với người ta, căn bản là đố kỵ không lại. Hơn nữa, dù cho bạn có ghen ăn tức ở như thế nào, liệu có khiến người khác cải xấu thành tốt được không? Không thể được, đố kỵ chính là cảm giác vô dụng nhất trên thế giới này. Ngoài việc khiến bạn có trái tim nhỏ bé chật hẹp, cũng chẳng còn công dụng nào khác. Có biết bao người, vì đố kỵ, khiến cho tình cảm vun đắp bao năm nay hủy hoại trong nháy mắt. Có biết bao người, bởi vì đố kỵ, làm ra những chuyện khiến bạn không dám đối mặt. Có biết bao người, vì đố kỵ, đói ăn vụng túng làm càn, tạo ra bi kịch không thể vãn hồi. Đừng đặt ánh mắt bạn lên những người quanh mình nữa. Cứ canh xem người ta sống như nào chẳng tốt cho bản thân đâu. Cho phép người khác giỏi hơn mình chính là một kiểu độ lượng khoan dung, càng là một kiểu thái độ với cuộc sống và tâm thái khỏe mạnh. Những người ưu tú vốn dĩ nên có những thứ tốt đẹp trong đời. Từ vô danh tiểu tốt tới danh tiếng lẫy lừng, đó là bởi vì bọn họ đã phải bỏ ra vô số nỗ lực và phấn đấu, vì vậy cuộc sống mới đáp trả. Họ hoàn toàn xứng đáng. Đây chính là trời xanh không phụ lòng người, thiện ác hữu báo. Những người ưu tú, bản thân họ tất yếu cũng có rất nhiều phẩm chất xuất sắc. Nếu như quanh bạn có người như vậy, xin đừng đem lòng ganh ghét họ, bạn có thể thử làm bạn với họ. Dù cho không được, cũng hay tỉ mỉ quan sát họ, học hỏi ưu điểm từ họ, còn hữu dụng hơn việc ganh đua ganh ghét họ. Việc bạn làm không phải ghen ăn tức ở, mà là gắng sức đuổi theo họ. Những người tài đức sớm muộn cũng sẽ trở thành hình mẫu trong mắt người khác. Còn những người sinh lòng đố kỵ cuộc đời này, đại khái chẳng thoát ra được lòng dạ của mình. 8. Thái độ đúng đắn khi đối xử với cha mẹ. Hiếu mà không thuận, vài năm về trước, đứa em họ phiền muộn tới tìm tôi. Em họ tôi muốn thôi việc tự mình lập nghiệp, nhưng cả nhà đều phản đối. Hoàn cảnh gia đình nhà đứa em họ tôi không khá giả lắm, thậm chí có phần kém hơn, nhưng người thì rất chăm chỉ cần cù. Chỉ là không thi đỗ đại học nên phải tự thân đi tìm đơn vị thực tập. Có lẽ do vì chất phác hiền lành nên thuận lợi được cất nhắc lên vị trí chủ nhiệm, nhưng do vấn đề học vấn nên cơ hội thăng chức cũng không quá lớn. Mọi người trong nhà đều yên tâm về em ấy, là đứa con đứa cháu sống an ổn, an phận qua ngày.
Sau khi làm chủ nhiệm được một năm, em họ tôi thấy mỗi tháng cầm trong tay 7-8 nghìn tệ. Vậy sống như thế có thể nhìn thấy kết cục rồi. Đoán chừng cũng chỉ có thể sống tốt hơn bố mẹ ngày trước một chút. Em ấy không mong muốn chỉ sống như vậy một đời. Nhưng không có ai ủng hộ em ấy lập nghiệp. Hơn nữa là chuyện liên quan đến vận mệnh cả đời. Ban đầu nhà em ấy có nợ một khoản tiền. Tiền lương mấy năm nay của người em họ đều đem đi trả nợ. Ngoài trong tay còn 2-3 nghìn tệ, cũng chẳng còn gì cả. Cô chú cho rằng nhà cửa gia đình mới tốt lên một chút, tại sao mà phải lăn lộn như thế? Bọn họ sợ nghèo lắm rồi. Mà em họ tôi cho rằng nếu không nghĩ tới việc thay đổi, ngày tháng của gia đình vĩnh viễn sẽ như này mãi. Hai bên cứ căng thẳng mãi không thôi. Tôi hỏi em ấy, thế em thôi việc thì sao, định làm gì? Em ấy nghĩ một hồi rồi nói cho tôi biết. Em muốn mở một siêu thị rau củ quả sạch thuần tự nhiên. Trước mắt phân loại khách hàng, định vị khách hàng, định giá sản phẩm, nguồn hàng, vị trí địa điểm, phương thức vận chuyển V5 đều nói cho tôi nghe một lượt, nói đầy đủ tới 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngạc nhiên vì em họ tôi đã chuẩn bị cho việc này nhiều như vậy. Hơn nữa lại chuẩn bị vô cùng chu đáo kỹ lưỡng. Em ấy phiền não nói với tôi, chị, chỗ chị em mình ở là thành phố Duyên Hải phát triển, điều kiện cuộc sống đều khá ổn. Cho nên việc an toàn thực phẩm trong tương lai sẽ là vấn đề mọi người đều quan tâm. Chỉ cần nguồn hàng an toàn, sau đó dùng hết sức kinh doanh, nhất định sẽ không có bị thiệt. Nhưng mà cha mẹ gan quá nhỏ, luôn cho rằng lập nghiệp sẽ dẫn đến tán gia bại sản. Thấy vẻ mặt thể hiện khao khát thực hiện giấc mơ của em ấy mà phấn khích. Tôi cho rằng anh chàng thanh niên này với cô chú sẽ sống cuộc sống không giống nhau, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Lúc đó tôi chưa kết hôn, đi làm ở công ty. Bình thường cũng viết lách một chút, thu nhập cũng không quá cao. Nhưng tiết kiệm vài năm cũng được một khoản tiền. Tôi dành ra một ít tiền cho sinh hoạt hàng ngày rồi đem tất cả khoản tích góp ra đưa cho đứa em tôi. Cổ vũ em tôi lập nghiệp, nếu không đủ thì tìm cách khác nghĩ tiếp. Lúc đó, em họ nói với tôi, chị, lập nghiệp nguy hiểm. Em không dám đảm bảo sẽ 100% thành công, nhưng nếu như thất bại, em sẽ quay trở lại đi làm tiếp, cũng sẽ đem tiền trả lại chị. Thái độ của em ấy như vậy. Tôi nghĩ rằng khả năng thất bại sẽ không cao, nhưng động thái này khiến cho cả họ như bị chọc phải tổ ong. Đầu tiên cô chú tới nhà tôi, trách tôi là em ấy còn trẻ không hiểu chuyện, tôi cũng nhắm mắt làm loạn theo. Nếu như em tôi làm ăn thất bại, tiêu sạch hết tiền vốn, đến lúc đấy đừng có mà mong bọn họ sẽ thay em tôi trả tiền. Sau đó bên đằng nhà tôi, trách chúng tôi cánh còn chưa cứng đã quyết định việc trọng đại như thế. Đã biết việc này cả nhà đều không đồng ý, mà vẫn cứ làm, đặc biệt là tôi, cho em nó mượn tiền mà không làm được gì tốt. Để người ta tới tận cửa oán trách, có phải đầu óc hỏng rồi không? Ấn tượng sâu đậm nhất lúc đó là mấy người thanh niên chúng tôi túm lại tranh luận kịch liệt với người lớn trong nhà. Người lớn đều cường điệu nhấn mạnh chúng ta cũng chỉ vì tốt cho con cho cháu thôi. Tôi hỏi ngược lại, các cô các chú đều là người thân. Tất nhiên chúng cháu biết mọi người đều muốn tốt cho bọn cháu. Và tất nhiên sẽ không bao giờ hại bọn cháu. Nhưng mà bọn cháu cũng vì muốn có cuộc sống tốt hơn. Lẽ nào chúng cháu sẽ tự đi hại bản thân mình sao? Một người nói, các cháu đương nhiên sẽ không hại mình. Nhưng chúng cháu lại không có kinh nghiệm cuộc sống, biết cái gì chứ? Có chuyện vẫn nên nghe lời người lớn năm đó còn trẻ, tôi mạnh miệng chỉ ra. Những câu không tốt thì mọi người để lại tới kết quả sau cùng mà nói cũng được. Nếu như theo logic của mọi người, bọn cháu chẳng có kinh nghiệm cuộc sống gì. Chuyện gì cũng nghe theo mọi người. Thế thì về sau, chúng cháu sẽ không biết sống như nào hay sao? Nếu như mọi người thực sự muốn tốt cho chúng cháu, có phải nên cho chúng cháu rèn luyện năng lực sống độc lập tự chủ hay không? Mọi người không còn lời nào để nói, nhưng vạn lần đừng có hiểu là bọn họ thừa nhận việc của chúng tôi là đúng. Chỉ là họ đành chịu, không biết nói làm sao. Muốn người lớn trong nhà thừa nhận con cháu mình đã trưởng thành độc lập quả là một việc không dễ dàng gì. Tác dụng của lần tranh luận này không phải là để đạt được sự thừa nhận của bọn họ, mà để bọn họ nhận thức được một điều, con cháu đã lớn rồi, sẽ không nghe theo bọn họ mọi điều. Trong khoảng thời gian dài đó, người lớn trong nhà đối với chúng tôi đều có thành kiến. Em họ tôi dành một khoảng thời gian sắp xếp chuẩn bị thuận lợi khai trương siêu thị.
Trước đó em ấy đã chuẩn bị khoản lỗ trong 6 tháng. Nhưng việc kinh doanh này khiến mọi người đều yêu thích, có rất nhiều gia đình quan tâm. Vì sức khỏe, vì con cái, bỏ thêm một chút tiền cũng đáng giá. Nhưng mà bây giờ có quá nhiều thương buôn nhân danh hoa quả hữu cơ mà giở trò mánh lưới kiếm tiền. Để đạt được lòng tin của mọi người, em ấy tổ chức cho mọi người chuyến đi về thôn quê, đưa mọi người đi tham quan nông trường, đi thăm vườn rau, trải nghiệm vui thú đi câu. Việc làm này đem đến cho chủ nông trại và chủ vườn quả không ít cơ hội làm ăn, khiến cho em ấy lấy được hàng với giá ưu đãi hơn, cũng khiến cho khách hàng buông bỏ được hoài nghi. Theo sự truyền miệng của mọi người, việc làm ăn rất nhanh phất lên, đến cuối quý đầu tiên đã có lãi rồi. Một năm sau, siêu thị của em tôi đã có một tập khách hàng trung thành cố định. Ban đầu chỉ là một siêu thị không gian nhỏ, sau đó phát triển thêm 2 gian. So với các bạn bè cùng lứa, em ấy là người phát triển thành công nhất. Lúc này, người lớn trong nhà trước kia có chỉ trích chúng tôi. Dù vẫn không có thừa nhận sự hợp lý của chúng tôi, có lúc thực sự cảm thấy người lớn rất thú vị. Cảm giác như để họ thừa nhận sự dứt khoát, kiên quyết và năng lực của thế hệ sau hơn bọn họ như là đòi mạng họ vậy. Nhưng thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện đã có khen ngợi qua. Người cô lúc đầu phản đối tôi cho mượn tiền, không giấu nổi sự đắc ý nói với tôi, các cháu Tình Tình à, đúng là có mắt nhìn một chút. Điểm này thì giống cô đấy, bố mẹ của em họ tôi mỗi lần ra ngoài. Mỗi lần nghe người khác khen anh chị quả là nuôi được một đứa con tốt thì mặt mũi không giấu được vẻ tự hào. Bây giờ, bố mẹ em ấy xung phong đảm nhận giúp đỡ em tôi một tay. Mấy năm nay mỗi lần em tôi đưa ra bất kỳ quyết định gì, dù cho người lớn vẫn theo thói quen nghi ngờ nhưng phản đối ít hẳn lại. Câu chuyện này tôi viết ra với mong muốn gửi tới các bạn trẻ. Vấn đề của bạn có thể giống với em họ tôi năm đó. Bạn hỏi tôi nếu như từ chức rồi, bố mẹ sẽ đau lòng, vậy chính là bạn bất hiếu. Nhưng bạn không muốn làm công việc không yêu thích, vậy nên làm như thế nào mới tốt đây? Vậy chúng ta cùng thử quan sát những người quanh mình nhé. Dù cho làm bất kỳ chuyện gì, bố mẹ đều sẽ kịch liệt phản đối. Đa phần là kiểu con cái được cha mẹ bao bọc, trong mắt cha mẹ bạn sẽ không bao giờ khôn lớn. Bạn luôn luôn không có năng lực làm chuyện gì. Tất cả suy nghĩ của bạn đều rất ấu trĩ, không có tính thực tế. Mà những đứa con từ nhỏ đã độc lập có chủ kiến, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, bố mẹ thường sẽ ít khi can thiệp. Phản đối, khi con trẻ đặc biệt có triển vọng, thường là bố mẹ sẽ quay trở lại nghe con mình. Sau đó chúng tôi hiểu ra như thế nào mới là hiếu thảo thực sự. Trong cuốn Kinh Lễ có viết Đại Tôn Tôn Thân, Kỳ Thứ Phất Nhục, Kỳ Hạ Năng Dưỡng Giao. Nói một cách đơn giản thì hiếu thuận nhất chính là phẩm hạnh và thành tựu xuất chúng của con cái khiến cho cha mẹ có được sự tôn kính của người khác. Sau đó hiếu thuận thứ nhì là lời nói và hành động của con cái không khiến cho cha mẹ bị người khác sỉ nhục lăng mạ. Phụng dưỡng cha mẹ chỉ ở tầng thấp nhất của sự hiếu đạo mà thôi. Sao? Ý nghĩa đại hiếu là tôn trọng cha mẹ. Thứ đến là không làm nhục cha mẹ, thấp nhất là nuôi được cha mẹ. Kinh Lễ là một trong ngũ kinh. Hiếu thuận chân chính chưa bao giờ nhấn mạnh con cái bắt buộc phải nghe lời bố mẹ, cũng không giao cho cha mẹ quyền lợi này. Đó chẳng qua là vì người đời sau thêm thắt và bóp méo. Có rất nhiều cha mẹ đã ác hóa hai chữ hiếu đạo này để trở thành công cụ khống chế tự do, ý chí và cuộc đời con trẻ. Cũng có quá nhiều đứa con hiểu sai về sự hiếu thảo, cho rằng hiếu thuận là mọi chuyện phải theo ý bố mẹ, kết cục thì ai ai cũng khổ. Đối xử với cha mẹ, chúng ta nên hiếu mà không thuận, tôn trọng lựa chọn của cha mẹ, tôn trọng cuộc sống của bố mẹ. Lúc bố mẹ già đi có thể chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ nhưng tuyệt đối không bao gồm đem quyền được lựa chọn cuộc sống của bản thân hòa vào là một. Ngoài ra, tôi không thể không nói cho bạn biết một sự thật. Khi bạn đang phân vân rốt cuộc nên nghe lời cha mẹ hay thuận theo ý mình, thực sự hiếu thảo hay không hiếu thảo không liên quan đến nhau, mà là bạn không có lòng tin vào lựa chọn của bản thân. Bạn sợ sau này lựa chọn của bản thân là sai lầm, mất đi sự cổ vũ và hài lòng của bố mẹ, rơi đến tình cảnh mọi người cô lập xa lánh mới là nguyên nhân đau khổ của bạn. Giả sử bạn vô cùng kiên định vào lựa chọn của mình, bạn vốn dĩ cũng chẳng có những sự phiền phức này xuất hiện trong đầu. Bạn sẽ có sự dũng cảm mạnh mẽ kiên trì vào lựa chọn của bạn bởi vì bạn biết rằng chỉ cần mình hạnh phúc thành công,
Dù cho ban đầu cha mẹ có phản đối, thì họ vẫn sẽ vì bạn mà vui vẻ, tự hào. Nếu không, họ không thực sự thương bạn đâu. 9. Khi làm ba điều này sẽ không trở thành cô gái ngang ngược, không biết đúng sai ngày hôm qua. Sau khi tôi có giới thiệu tài khoản đại chúng tổng hợp thứ ba của tôi vãn tình kể chuyện, mục tin nhắn chờ dường như phát nổ, có rất nhiều người gửi tin nhắn cho tôi. Chị làm như thế nào có thể vừa nuôi Linh Bảo, vừa kinh doanh Ngọc Phỉ Thúy, lại vừa xuất bản sách, còn liên tiếp mở ba tài khoản đại chúng, official account. Tôi đặc biệt muốn biết chị làm như thế nào mà có năng lực siêu mạnh như vậy. Hơn nữa, chị quản lý thời gian như thế nào vậy? Thực ra ngày trước tôi dạo qua chế độ công khai trong vòng bạn bè của tôi. Cũng đã có rất nhiều người như vậy hỏi tôi, có một tin nhắn đã kích động tới tôi. Cô ấy nhắn nội dung như thế này, Vãn Tình ơi. 2 năm trước chị đã từng tâm sự với em. Chắc là thời gian đó em chưa bận, nên trả lời tin nhắn của chị rất nhanh. Lúc đó chị vừa sinh em bé, bỗng chốc mâu thuẫn trong nhà tăng cao, thấy chồng không vui vẻ. Thấy mẹ lạc hậu, vừa sợ phải rạch ròi con cái và công việc sẽ gây ra tổn hại tới cuộc sống hôn nhân. Nhưng mà con cái thì không thể không quản. Lúc đó em nói với chị, mỗi người có rất nhiều phương thức để trưởng thành và phát triển, không nhất thiết là phải đi làm bên ngoài. Nếu thực sự để tâm, đâu đâu cũng là cơ hội để thăng tiến trong cuộc sống cả. Con cái không phải là sự trói buộc chúng ta, mà ngược lại, con cái chính là động lực thúc đẩy, bởi vì sau khi có con, chúng ta càng phải trở nên tốt hơn nữa, trở thành hình mẫu tham chiếu của trẻ trên con đường trưởng thành. Lời em nói thật mỹ miều, nhưng lúc đó chị hoàn toàn không có cùng cách nghĩ như em. Dù chị không có trực tiếp phản bác lại em, nhưng lúc đó chị nghĩ em chưa có con, một mình thân nhàn tự tại, nên nói đạo lý đâu ra đấy. Dù gì em cũng còn trẻ, nói không đứng trên lập trường của người khác. Nhưng dù sao bài viết của em viết rất tốt, chị cũng thường lướt xem. Sau đó biết em mang thai rồi, chị lại càng chú ý đến em hơn. Chị muốn xem em có con rồi thì sau sẽ như thế nào? Có phải sẽ cảm thấy như đánh vào mặt mình hay không? Linh Bảo của em cũng rất nhanh ra đời, cũng chẳng bao lâu, chị thấy em thành lập công ty, cho ra mắt nhãn hiệu đá quý Thương Thành, người dịch tạm dịch từ. Còn chưa đợi chị phản ứng xong, em liền mở tài khoản official mới Vãn Tình nói về nuôi con, người dịch tạm dịch từ. Tài khoản đa phần là những bài viết về cách em tận tâm nuôi dạy Linh Bảo. Trong lòng chị thở dài, trời ơi, em quá lợi hại rồi, ban đêm em có đi ngủ hay không đấy? Kết quả là chị chưa kịp tiêu hóa tin đó. Em giờ lại cho ra mắt tài khoản official Vãn Tình kể chuyện rồi. Chị đã hoàn toàn từ việc đợi em bị mất mặt cho đến giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi. Vì vậy chị đã chủ động gửi tài khoản chính thức mới của em tới bạn bè xung quanh chị rồi. Chị nói với bọn họ, đây là một tác giả vô cùng lợi hại. Cô ấy có năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mà chị sẽ dự tính lấy em làm hình mẫu. Cùng với em trưởng thành tiến bộ, không cần phải giỏi giang như em. Chỉ cần được vài phần như em đã quá được rồi, em sẽ chào đón chị chứ. Đọc xong tin nhắn này, tôi vô cùng cảm động. Không phải vì chị ấy từ hoài nghi tới tin tưởng tôi, mà là trong lòng chị ấy đã chuyển sang chế độ vui mừng phấn khởi. Tôi tin rằng cuộc sống của cô ấy nhanh chóng thôi sẽ có cục diện mới xuất hiện. Giống như ước nguyện ban đầu khi tôi mở tài khoản đại chúng đầu tiên vậy. Lúc đó tôi nói rằng chỗ này không phải là chỗ tập hợp những oán phụ, người phụ nữ hay oán trách than vãn. Cho nên đừng ngày nào cũng mắng chửi đàn ông tồi tệ, mà chúng ta là một tập hợp những người phụ nữ dùng hết sức mình tự thân trưởng thành. Vị độc giả này khiến tôi hiểu ra một điều. Chỉ cần một lòng nỗ lực tiến lên, bạn sẽ được người khác ghi nhận. Nếu như chúng ta hiểu ra được đạo lý này sớm, căn bản sẽ không trở thành người phụ nữ ngang ngược. Không biết điều trong hôn nhân, chồng bạn, mẹ chồng bạn sẽ yêu thương bạn, khen ngợi bạn còn không hết. Đương nhiên, tôi cũng mong muốn đáp ứng được yêu cầu của mọi người, chia sẻ với mọi người những điều tôi thông hiểu ra trong quá trình phấn đấu. Bài viết này chủ yếu nói về động lực, có thời gian tôi sẽ viết bài viết về tôi quản lý thời gian như thế nào. 1. Bạn phải kiên trì vào niềm tin của mình, đó cũng chính là chính kiến của bản thân. Trong những năm này, tôi quan sát được phát hiện ra một hiện tượng như thế này, những người phụ nữ sống cuộc đời lộn xộn rối loạn, đa phần đều là người không có chính kiến.
Có rất nhiều em gái thiếu chủ kiến tới mức tôi khó bề tưởng tượng, như là em thường hay dẫn bạn cùng phòng đi ăn đồ ăn vặt, nhưng bạn em lại không mời em ăn bao giờ. Chị nói xem em có nên hay không tiếp tục mua đồ ăn cho bạn ấy, hay như bạn em tìm em mượn tiền, mà tiền mượn em trước đây chưa trả cho em nữa, em có nên cho bạn ấy mượn tiếp không? Tôi cố gắng nhớ lại lúc còn đi học, phát hiện ra từ trước giờ chưa bao giờ bị những vấn đề này làm phiền. Huống chi là đem những vấn đề này mang đi hỏi xin giúp đỡ, nói trắng ra. Những chuyện như thế này không thể dùng suy nghĩ, tâm tình của mình đi giải quyết sao? Có rất nhiều người mang tật xấu như này, làm bất kể chuyện gì cũng phải cần sự ủng hộ của tất cả mọi người. Ví dụ bản thân ưng ý một bộ quần áo, rất ưng, muốn mua nó. Nhưng có người nói bộ quần áo này không đẹp đâu. Thế là lập tức nảy sinh hoài nghi với bản thân. Ví dụ bạn muốn làm một chuyện bản thân yêu thích, nhưng bố mẹ phản đối, nhưng ai đó phản đối. Tôi hơn chục năm trước đã bắt đầu viết lách, trong nhà không một ai ủng hộ tôi. Phản đối kịch liệt nhất chính là cô lớn trong nhà. Cô lớn cho rằng việc làm này là lãng phí thời gian, mà chắc gì tôi đã thành công. Tôi chẳng để ý đến lời cô, cứ tiếp tục viết. Sau đó tôi muốn làm Ngọc Phỉ Thúy. Lúc bắt đầu chạy khắp nơi quanh các chợ bán ngọc học hỏi lượm lặt kinh nghiệm, lại bị cả nhà phản đối. Bọn họ cho rằng nghề phỉ thúy sâu thăm thẳm như thế. Con là con gái nhà người ta, làm cái gì phỉ thúy? Ăn phận đi làm còn ổn hơn làm cái này. Sau đó, tôi bắt đầu mở tài khoản đại chúng. Bọn họ vẫn phản đối, tài khoản đại chúng là cái quỷ gì đấy? Có thể ăn cơm sao? Không nhanh sinh con đi, rốt cuộc muốn lăn lộn tới khi nào? Ngoài ông xã tôi, trong nhà chẳng có ai ủng hộ tôi cả. Đều tạt gáo nước lạnh vào tôi, thậm chí còn chế giễu tôi. Mặt sắt tôi, người trong nhà tôi, biểu đạt cảm xúc đều tự phụ như vậy đấy. Nhưng tôi cũng không hận bọn họ, từ nhỏ đã quen rồi. 2. Bạn có gì muốn làm thì hành động đi. Ban đầu khi tôi muốn mở tài khoản đại chúng, cũng có bạn muốn làm như tôi nói chúng ta cùng nhau làm đi. Cô ấy nói tôi làm trước, đợi cô ấy sắp xếp xong mấy việc trong tay, sẽ làm liền ngay. Thế là, giờ đây đã 3 năm trôi qua rồi, cô ấy còn chưa bắt đầu làm. Thời gian trước tôi với cô ấy nói chuyện với nhau. Lúc tôi đang chuẩn bị cho ra mắt tài khoản official vãn tình kể chuyện, tôi hỏi cô ấy lúc nào làm. Cô ấy nói bây giờ mấy tài khoản đại chúng cũng qua thời kỳ hoàng kim rồi, cô ấy không có dự định làm nữa. Tôi còn quen một cô gái, đi làm công sở. Cô ấy cho rằng đi làm cũng chẳng có tiền đồ, rất mong tự thân lập nghiệp, xin tôi ý kiến. Tôi nói chỉ cần em đánh giá lường trước các rủi ro, cân nhắc tốt lợi hại là được rồi. Bây giờ, 5 năm đã trôi qua rồi, em ấy vẫn xoắn suýt trong việc làm tiếp hay từ chức lúc hỏi là ý kiến của tôi. Thực ra tôi đã không còn muốn phát biểu ý kiến nữa rồi, những lời đã nói thêm cũng vô dụng. Bản thân tôi cũng có nhiều khuyết điểm, tôi cũng rõ ràng về điều ấy. Nhưng hành động của tôi vẫn có chút quyết liệt mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, tôi cũng phát hiện, những người thành công không có bệnh do dự, bọn họ luôn luôn nghĩ rồi làm. Cùng lắm khi gặp khó khăn thì dần dần định vị lại bản thân và điều chỉnh phương pháp. Điều duy nhất không làm chính là dùng hết sức lực viện cớ cho bản thân. Một người nếu như muốn viện cớ cho bản thân, cũng tìm ít nhất đủ kiểu hơn nghìn lý do. Nhưng đã muốn làm, thì một lý do cũng đủ rồi. Tôi muốn thử làm theo cách của bản thân, muốn cuộc đời của tôi trở nên rực rỡ, cũng muốn cuộc sống của bản thân có thêm nhiều khả năng ba. Đừng đặt nặng lợi, hại tôi cũng thường nhận được lời xin giúp đỡ của các cô gái. Ví dụ như em học cái này, sau này có cần thiết trong cuộc sống không? Bạn đọc sách này, có tốt cho em không? Em làm việc này, liệu có thành công không? Tôi ở đây muốn thành thực nói cho các cô gái rằng, bạn hỏi học cái này rốt cuộc có lợi gì? Thực ra không ai có thể trả lời cho bạn bởi vì năng lực học tập của mỗi người không giống nhau. Có thể học tới trình độ nào là đủ, người khác căn bản không thể dự đoán được. Bất luận là thứ kén người học, nếu như bạn có thể tiếp thu tới trình độ đỉnh cao thì đó chính là vai vế. Ưu thế của bạn, có ưu thế làm sao mà không có tương lai nhỉ? Dù cho đọc sách hay không, làm việc có thành công hay không, cũng là đạo lý này thôi, đọc sách hấp thụ được ít hay nhiều. Phải xem bạn năng lực lĩnh hội của bạn mạnh hay yếu.
cùng là một cuốn sách với mỗi người khác nhau đều là khác nhau, cùng với một chuyện. Dù cho cùng làm chuyện đó, sẽ có người thành công, người thất bại. Vì vậy, quan trọng là ở bản thân thôi. Nhưng trước khi bắt tay làm chuyện gì đi khắp nơi hỏi mọi người. 2-3 hôm liền hy vọng có thu hoạch tốt đẹp, căn bản làm việc cũng không thành công. Ví dụ việc viết văn này đi, tôi không phải là người có vận khí tốt viết phát liền thành công. Những độc giả biết tôi từ đầu chắc sẽ biết. Tôi xuất bản vài cuốn sách nhưng cứ mãi bình bình, không nổi cũng chẳng chìm. Cho tới khi cuốn Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu được xuất bản, tôi mới có một chút thành tựu. Mà điều này mới trở thành hiện thực sau 10 năm tôi chính thức chắp bút viết bài. Nếu như bạn có thể kiên trì trên 10 năm ở một lĩnh vực nào đó, tôi tin rằng dù có là chú chim ngu ngốc như thế nào đều có thể biết bay. Quan trọng là bạn có thể kiên định quyết tâm, nỗ lực làm mọi chuyện thật tốt. Không cần phải sợ thất bại, không cần phải đau lòng cho sự cố gắng của mình là vô ích. Tôi cũng có những ngày vò đầu bứt tai, mở mắt nhìn trời dần sáng. Cũng có lúc nỗ lực rất nhiều, sau đó lại vô cùng thất vọng. Không ngừng cố gắng, không ngừng thất bại, cuối cùng cũng có ngày thành công. Thực lòng, tôi không phải là một người quá thông minh, nhưng tôi thực sự là một người vô cùng cố gắng. Tôi hy vọng nếu như bạn nỗ lực, nhất định còn làm tốt hơn tôi. 10. Hãy trở thành một người phụ nữ hạnh phúc đi. Tối hôm qua tôi đăng trên Tutio một đoạn trong bài viết cũ "Trên đời này chỉ có một kiểu đàn ông không ngoại tình". Nội dung đoạn viết đại ý là như này: chỉ có thực lòng yêu sâu đậm một người mới có thể kiểm soát hành động của bản thân, chống lại mọi sự cám dỗ. Trên đời này chỉ có một kiểu đàn ông không ngoại tình, đó là người đàn ông yêu vợ tha thiết. Kết quả, tôi đọc được ở phần bình luận những nội dung khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên. Có dòng bình luận như thế này: người đàn ông ngoại tình không có nghĩa là không yêu vợ, chỉ là đã hết cảm giác mới mẻ hứng thú ban đầu nên mới ra ngoài tìm cảm giác mới mà thôi. Lại có vài dòng bình luận nội dung như thế này: ngoại tình một lần thì không sao, chẳng phải mình vẫn là vợ sao? Trên đời này chỉ có một loại đàn ông không biết ngoại tình, chính là người đàn ông không biết thở. Thậm chí có người còn viết tất cả là do những em gái đều không biết tự trọng. Xinh tươi mơn mởn đi câu dẫn chồng người khác, tôi chỉ muốn nói xin lỗi bạn. Là do chồng của bạn, bản thân anh ta có ý định ngoại tình như vậy. Chứ các em gái không có nghĩa vụ chịu tội thay chồng bạn. Xem xong những dòng bình luận đó, ngoài cảm thấy bất lực không biết làm sao, còn có chút xót xa. Hai người khi bắt đầu một mối quan hệ đều có trong lòng những chờ mong tốt đẹp. Cả hai đều mong muốn được thành người duy nhất trong cuộc đời của đối phương. Chẳng qua vài năm sau lại cho rằng ngoại tình là một chuyện rất bình thường trong chuyện tình cảm. Vì vậy mà nhiều người dùng câu cửa miệng hôn nhân là phần mộ của tình yêu. Nhưng mà một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một tình yêu tuyệt vời chắc chắn sẽ không bao giờ cho rằng ngoại tình là một chuyện bình thường. Chỉ là những người phụ nữ đó đau khổ vật lộn, không chịu thay đổi bản thân mới chỉ trích ác liệt những người không đồng ý với mình. Lừa mình dối người, giống như là làm vậy mới có thể giảm bớt đau khổ của bản thân. Mà người phụ nữ như vậy, cách màn hình điện thoại đều có thể cảm thấy được sự hung dữ và phẫn nộ của họ. Tiếp tục lướt đọc bình luận phía dưới, có người đàn ông viết: tôi với vợ tôi kết hôn được 20 năm rồi. Từ đầu đến cuối đều yêu cô ấy. Tôi đảm bảo với cô ấy cả cuộc đời này sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy. Ngoài xúc động với tình cảm sâu đậm của người đàn ông đó dành cho vợ mình, tôi còn tưởng tượng ra rằng người vợ này nhất định là một người phụ nữ ôn nhu hòa ái. Đây không phải là lời nói bào chữa cho người đàn ông ấy, mà là nhiều người phụ nữ có thể đã không chú ý đến sự thay đổi của bản thân sau hôn nhân. Từ một người ôn nhu trong mộng sau hôn nhân lại biến thành đối phụ ác mồm ác miệng. Chúng ta không thể quyết định người đàn ông đi ngoại tình hay không, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể vì bản thân mà bồi dưỡng sự tự tin và lòng nhiệt tình. Có thế giới của riêng bản thân, sẽ có cuộc sống chất lượng. Dù cho có chồng hay chưa, dù cho đối phương có ngoại tình hay không, hãy trở thành cô gái ôn nhu, xinh đẹp, độc lập. Không phải vì người khác, mà vì để chính bản thân sống vui vẻ và tuyệt vời. Hy vọng theo năm tháng, tất cả các cô gái đều thêm phần khoan dung, dịu dàng chứ không phải sự hung dữ. 1. Hai điều không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân chất lượng cao. Một người bạn gửi hai bài viết cho tôi. Xem qua một lượt là hai bài viết có quan điểm hoàn toàn không giống nhau. Một bài viết nhấn mạnh phải để ý mọi chi tiết nhỏ trong tình yêu. Bài viết còn lại thì lại phủ nhận quan điểm đó.
nói rằng không nên nhìn vào chi tiết nhỏ mà đoán định tình yêu. Bạn tôi nhắn tin hỏi tôi, cậu đồng ý với quan điểm nào? Trước tiên tôi sẽ kể hai câu chuyện này nhé. Nhân vật chính của câu chuyện đầu tiên là đàn chị của tôi. 10 năm trước, cô ấy yêu đương với trưởng phòng của công ty chị ấy. Đại khái là anh ta đảm đương vị trí trưởng bộ phận. Đối phương từng bước phấn đấu mà lên, đàn chị lại tốt nghiệp từ trường đại học danh giá. Lại tuổi trẻ phơi phới, hai người rất nhanh liền cùng nhau nói chuyện yêu đương. Chỉ là công ty chị ấy có một quy định, đó là không được phép yêu đương kết hôn với đồng nghiệp trong cùng công ty. Nếu như lỡ có, thì một người bắt buộc phải rời đi. Vậy mà lúc đó, hai người quyết định cùng nhau phát triển tình cảm này. Khoảng thời gian đó, cô ấy thường kiếm tôi nói chuyện cùng. Cơ bản nội dung cuộc nói chuyện đều xoay quanh người đàn ông kia. Chị ấy nói hai người qua lại được một tháng. Mỗi lần ăn cơm cùng nhau, anh ấy luôn hỏi ý kiến chị trước. Chị ấy với tôi giống nhau ở một điểm, đó là cùng sinh ra ở thành phố sát biển, vô cùng yêu thích hải sản. Hai người chỉ cần hẹn hò thì hầu như đều đi ăn hải sản. Người đàn ông này đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Mỗi lần đi ăn đều giúp cô ấy bóc tôm, chấm xì dầu rồi bỏ vào đĩa cô ấy. Khi ăn cua luôn dùng kẹp gỡ cho cô ấy, từng ly từng tí gỡ từng chiếc càng. Chị ấy rất nhanh hoàn toàn rơi vào lưới tình. Ngày kỷ niệm 5 tháng hẹn hò, trùng hợp cũng là ngày sinh nhật chị ấy. Bạn trai lái xe đưa chị ấy đến biển, thắp từng đèn hoa đăng cho chị ấy ước nguyện. Đêm đó, mặt trăng tròn vành vạnh, sao trên trời lấp lánh, gió biển mơn man. Tiếng sóng vỗ bờ rì rào còn tuyệt vời hơn bất cứ âm thanh tuyệt sắc nào, người đàn ông thì lại ngọt ngào tình cảm. Sau đó, anh ấy tặng cho chị một chiếc vòng cổ nạm kim cương. Dưới ánh trăng soi mờ, trong ánh sáng lấp lánh, chị ấy thấy mình như đang đắm chìm vào cơn say của tình yêu. Ngày hôm sau, chị ấy nói với tôi chuyện hôm qua những 2 tiếng đồng hồ. Dùng giọng điệu không thể hạnh phúc hơn nói với tôi, tình tình à. Chị thấy ông trời quả thật đối xử với chị quá tốt rồi. Sao chị lại có thể gặp được người đàn ông lãng mạn thâm tình như anh ấy chứ? Lúc đó tôi cười chúc chị hạnh phúc. Yêu nhau khoảng hơn 1 năm, chị ấy muốn kết hôn. Nhưng người đàn ông nói công ty có quy định, nếu như kết hôn nhất định phải có một người ra đi. Cô ấy nói không sao cả, em nghỉ việc cũng được. Người đàn ông đáp, bảo bối à, anh không muốn em vì anh mà từ bỏ sự nghiệp. Hiện giờ anh một mình gánh vác cả nhà có chút khổ cực. Dù sao em cũng còn trẻ, chúng ta cố gắng 2 năm nữa kết hôn nhé. Từ sau đó, người đàn ông càng đối xử với chị ấy dịu dàng như nước. Chị ấy thấy muộn 2 năm cũng chẳng sao, có thể tận hưởng thêm mật ngọt của tình yêu. Nhưng mà 2 năm sau, anh ta đã cưới người khác. Hóa ra là ngọc nữ của chủ tịch công ty. Chị ấy gần như điên rồi, chất vấn anh ta vì sao đối xử với chị ấy như vậy. Người đàn ông mặt ngập tràn hổ thẹn, nói xin lỗi chị ấy. Nhưng dù sao anh cũng ngoài 30 rồi. Công việc lại mãi chẳng có sự đột phá phát triển nào, bố mẹ tuổi già sức yếu. Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Người anh yêu nhất mãi mãi là em. Đàn chị từng khóc, từng gây lộn, từng chia tay với người đàn ông đấy. Nhưng cuối cùng vì tình cảm với anh ta quá sâu đậm, không có cách nào thoát khỏi, liền tiếp tục yêu đương trong bóng tối. Cô ấy không ngừng hỏi tôi, vậy thì rốt cuộc anh ấy có yêu chị không? Tôi nói sự thật tàn nhẫn với chị ấy, không yêu, anh ta chỉ yêu bản thân anh ta thôi. Nhưng mà chị ấy không tin, nếu như anh ấy không yêu chị, sao lại có thể tốn tâm tốn sức vì chị ấy như thế chứ? Nhớ sinh nhật chị, ngày kỷ niệm, lúc chị không vui thì dỗ dành chị, tất cả những điều này đều là giả sao? Thời điểm đó, tôi không biết khuyên chị ấy như thế nào. Nếu nói là người đàn ông này chẳng có yêu chị chút nào, thì có lẽ không thỏa đáng lắm. Sau đó tôi hiểu ra, người đàn ông này đối với chị ấy là tâm cơ, quỷ kế mang tên tình yêu thâm tình. Chị ấy với người đàn ông này lén la lét lút qua lại hơn 2 năm. Trong mắt người khác, chị ấy chính là người thứ ba. Tôi dù không tán thành lựa chọn của chị ấy nhưng lại hiểu rất rõ đắng cay mà chị ấy phải nhận. Dù biết rõ ràng đối phương là kẻ tồi tệ, vậy mà cứ đâm đầu tận cùng vì vậy mà nhận lấy kết quả thảm hại. 2 năm sau, đối phương đề nghị chia tay, quả quyết cắt đứt quan hệ. Bởi vì vợ anh ta cảm thấy có chuyện gì đó, anh ta chột dạ, vội vàng chấm dứt quan hệ. Sau đó, cũng không quan tâm đến khuôn mặt đầy máu và nước mắt của chị ấy nữa.
Bây giờ, chị ấy đã gần 40 tuổi, vẫn một thân một mình. Thỉnh thoảng đêm khuya vắng lặng, chị ấy bày tỏ với tôi sự khát khao về gia đình, khát khao có một đứa con. Cứ như thế này, vết thương càng sâu, tim càng chết lặng. Có lẽ chị sẽ cả đời này cô độc đến giả sao? Tôi thở dài thở than, chị đang nghiêm trọng hóa sự việc rồi đó. Người đàn ông vì chị làm những việc như thế, làm chị ấy không dứt ra được tạo vết thương lòng trong chị khiến cả đời khó quên. Còn câu chuyện dưới đây lại hoàn toàn tương phản. Câu chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi, là câu chuyện về một người bà lúc tôi còn nhỏ. Mọi người thời bấy giờ còn chưa biết tự do yêu đương là gì. Bà Mai nói hợp thì liền cưới, thế là bà được gả tới nhà chồng. Chồng bà không phải người xấu gì, cũng biết nỗ lực phấn đấu kiếm tiền, nuôi dưỡng gia đình. Nhưng tính cách ông lại nóng nảy, mặc dù không đánh người nhưng thường xuyên nói kháy chửi mát, chửi tới mức khó nghe. Thời bấy giờ chưa có chuyện ngoại tình, có lẽ chỉ có chuyện người đàn ông nào đối xử tốt với vợ, người đàn ông nào đối xử với vợ không tốt. Nhưng phần lớn đều quan tâm đến nhà mình, kiếm được tiền cũng đưa cho vợ giữ, cũng gắng sức nuôi vài đứa con. Nếu theo như yêu cầu của phụ nữ bây giờ, người đàn ông như thế này thực sự không tồi, không ngoại tình, không tứ đổ tường, sao kiếm được tiền đều đưa cho vợ, cùng lắm thì tâm trạng không tốt thì uống chút rượu. Mắng đôi câu cũng có mất miếng thịt nào, so với những người đàn ông ngoại tình mà nói, người như bọn họ đã hiếm có khó tìm rồi. Sao, tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích. Nhưng mà, tôi lúc nhỏ đã biết bà không hạnh phúc. Lúc ra ngoài ngõ chơi thường thấy bà ngồi rơm rớm nước mắt. Lúc đó tôi hỏi bà ơi, bà đang khóc sao? Bà sẽ nhanh chóng quệt nước mắt, cười nhẹ nhàng nói không có. Hạt cát bay vào trong mắt, cháu giúp bà thổi nhé. Tôi sẽ chạy tới phía bà đứng đối diện với đôi mắt bà thổi thổi. Sau đó bà sẽ lục tìm ít đồ ăn vặt để tôi tiếp tục chơi một mình. Chuyện bà lúc còn trẻ phần lớn là do bà nội kể lại. Trong ký ức của tôi có một chuyện để lại ấn tượng rất sâu. Năm đó hình như là sinh nhật của bà, những năm 80 vàng rất thịnh hành. Bà cả đời này chưa từng được đeo bất kỳ đồ trang sức nào, liền tràn đầy vui vẻ mua cho bản thân một đôi bông tai nhỏ bằng vàng. Kết quả là ông ngoại biết được liền nổi cơn thịnh nộ, mắng bà có tuổi như này còn làm đẹp cái gì nữa. Sau đó ông ném vỡ cái bát cơm thành từng mảnh vụn. Bà rớt nước mắt, ngồi thụp xuống đất nhặt từng mảnh vỡ. Ngày hôm sau, bà đem trả lại đôi bông tai bà ao ước mới mua được. Nhìn tấm lưng cô đơn của bà, tôi dường như nhìn thấy một cuộc đời sống không được như ý. Thường xuyên có những cô gái đem những chi tiết này hỏi tôi phân tích xem đối phương có yêu mình hay không. Thực sự trong mắt tôi, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn hạ đẳng để đi lừa các cô gái nhỏ. Các cô gái ấy ngay từ đầu đều không tin, cho rằng không yêu mình tại sao có thể tốn tâm tốn sức cho mình chứ. Tôi đã từng viết trong một bài nào đó đoạn văn như này: người đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ chỉ có một loại. Tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, không được để cô ấy làm bạn với khổ sở và đồng hành với tủi thân, uất ức. Chỉ có tiền đề như này, những thứ tốt đẹp khác mới có ý nghĩa. Giống cho thêm nhiều đường vào thạch tín, cũng chẳng thay đổi được sự thật nó là chất gây độc hại. Có kiểu cuộc sống hôn nhân, người đàn ông một bên ngoại tình, bên kia thì lại mua hoa tươi, kim cương cho vợ, những người vợ như này lại vì những thứ đó mà nguôi ngoai tự an ủi bản thân. Một cuộc hôn nhân thực sự có chất lượng cao sẽ không để bạn trước mặt người khác thì miễn cưỡng mỉm cười, sau lưng thì một mình khóc thầm. Chi tiết nhỏ trong tình yêu rất quan trọng, nhưng đánh mất đi trái tim chân thành, chi tiết nhỏ đó lại trở nên đáng ghét. Người đàn ông không thực sự trao cho bạn trái tim của anh ta mà càng đối xử tỉ mỉ chu đáo với bạn, càng khiến người ta kinh tởm. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là chi tiết nhỏ trong tình yêu không quan trọng. Ngược lại, nó thực sự rất quan trọng. Đời người trôi qua chậm rãi, cuộc sống hôn nhân ngày càng trưởng thành, vụn vặt mà rắc rối, hai người nếu muốn bầu bạn cả đời, nhất định phải thỉnh thoảng nhớ về những rung động khiến bạn mỉm cười. Những chi tiết nhỏ này sẽ khiến bạn có tâm thế bình thản, an nhiên trải qua nhiều năm hôn nhân mà không đến mức cô độc một mình, hối hận cả đời. Vì vậy, chi tiết nhỏ trong tình yêu phải lấy sự chân thành làm tiền đề. Vì vậy, trong cuộc hôn nhân chất lượng cao,
tiểu tiết và trái tim chân thành của người bạn đời, thiếu một trong hai đều không được. Anh ấy sẽ để ý những chi tiết nhỏ làm cho bạn thường xuyên cảm thấy ấm áp và cảm động, cũng sẽ lấy trái tim duy nhất của mình cho bạn khiến bạn cảm thấy chắc chắn và an yên. 12. Đừng than vãn hay oán trách bởi vì điều đó không có tác dụng. Một người bạn của tôi ngày ngày than vãn với tôi rằng cô ấy lấy nhầm người rồi. Chồng cô ấy càng ngày càng không thích về nhà. Tính cách cũng càng ngày càng tệ, ích kỷ, càng chịu không nổi sự lười nhác của anh ấy. Ở nhà thì đờ ra như khúc gỗ, không quan tâm bất kỳ thứ gì. Những ngày tháng như thế này bức bách đến chết mất thôi. Do đó cô ấy thường xuyên cũng cùng chồng cãi nhau. 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Cãi nhau đến mức đôi bên đều cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cuối cùng có một ngày cô ấy nói với tôi: "Những ngày tháng như thế này tớ chịu không nổi rồi. Hiện tại chưa có con, tớ phải thoát khỏi cuộc sống như thế này." Cô ấy quyết định ly hôn, về phía chồng cũng cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Cả hai người rất nhanh liền làm thủ tục ly hôn rồi. Cô ấy bảo đảm với tôi, đây là bài học cuối cùng rồi. Cô ấy phải mở thật to mắt ra để chọn một người đàn ông đáng để kết hôn. Rất nhanh sau đó cô ấy tái hôn rồi, cô ấy và chồng hiện tại cũng trải qua một quãng thời gian ngọt ngào. Nhưng ngày tháng bình yên đâu có nhiều như vậy. Cô ấy sửng sốt nhận ra chồng cô ấy cũng dần dần phát triển tính cách theo hướng của chồng cũ cô ấy. Càng ngày càng không thích về nhà, tính cách càng ngày càng nóng nảy, ích kỷ lười biếng y như chồng cũ của cô ấy. Kết quả là cuộc sống hôn nhân của cô ấy lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Khi cãi nhau chồng cô ấy quyết không nhượng bộ. Có lần nhắc đến bố mẹ anh ấy còn cho cô một bạt tai. Sau đấy thì cô ấy gọi điện và tâm sự với tôi rằng: "Tại sao vận của tớ lại đen đủi như thế chứ? Tìm người chồng nào cũng như vậy, hay là do đàn ông cứ bước vào cuộc sống hôn nhân là sẽ trở nên như vậy?" Để giúp cô ấy giải tỏa tâm tình, tôi đi mua sắm với cô ấy. Trùng hợp là gặp người cô ấy không muốn gặp nhất, chồng cũ. Cũng giống cô ấy một đoạn thời gian sau khi ly hôn liền tái hôn rồi. Anh ấy thấy bọn tôi liền chủ động chào hỏi. Còn cô ấy chỉ lạnh nhạt, không thèm để ý đến anh ta. Nhưng anh ấy là bạn của A Ngạn, tôi không thể nào vô lễ được. Chỉ tùy tiện hỏi thăm vài câu cuộc sống của anh ấy gần đây thế nào. Anh ấy thoải mái cười nói với tôi nói rằng: "Cuộc sống hiện tại rất tốt, sống rất hạnh phúc." Tôi cười rồi nói: "Hạnh phúc thì tốt, cố gắng trân trọng nhé." Sau khi tạm biệt, cô ấy lạnh nhạt nói: "Người đàn ông này trước kia lười biếng ích kỷ, giờ lại còn học được thói giả tạo nữa. Ai gả cho anh ta đúng là đen đủi, lại còn hạnh phúc cái gì chứ? Chẳng phải là cố tình chọc tức tớ hay sao chứ? Có quỷ mới tin anh ta sẽ hạnh phúc." Tôi nhìn bóng lưng từ từ biến mất của cô ấy mà trầm mặc suy nghĩ. Không lâu sau đấy thì tôi ra mắt sách mới. A Ngạn tổ chức lễ ăn mừng, sau đó cũng mời vợ chồng anh ấy đến. Cuối cùng tôi cũng gặp được vợ mới của anh ấy, chúng tôi có ngồi chung bàn với nhau. Tôi kìm lòng không được mà ngấm ngầm quan sát một lúc. Sau đấy nhận định được rằng anh ấy thật sự là rất hạnh phúc. Giọng nói ấm áp và ánh mắt dịu dàng như vậy nhất định không thể nào giả được. Tôi liền nói với vợ anh ấy rằng nhìn cô cười hạnh phúc như vậy, tôi cũng vui lây rồi. Cô ấy cười thẹn thùng rồi nói: "Cũng là do tôi tìm được một ông chồng tốt, anh ấy rất ấm áp dịu dàng, chăm chỉ làm việc lại yêu thương tôi hết mực. Tôi mà không hạnh phúc thì uổng quá rồi." Tôi nhớ lại lời nói trước kia bạn tôi miêu tả chồng cũ của cô ấy, tại sao lại hoàn toàn trái ngược với miêu tả hiện tại của vợ anh ấy thế nhỉ? Anh ấy nhìn biểu cảm của tôi liền nói: "Có phải vợ trước của tôi nhất định là miêu tả tôi là một con người vô cùng tệ hại? Có phải cô đang thắc mắc tại sao lại khác biệt lớn đến như vậy đúng không?" Thực ra rất đơn giản, trước kia bất luận là tôi làm gì, cô ấy đều không hài lòng, luôn luôn bày ra vẻ mặt khó chịu, nói chuyện luôn động đến lòng tự tôn của tôi. Nếu không phải cả ngày trách tôi việc này thì cũng là than việc kia, làm cho tôi có cảm giác thất bại, không hề muốn về nhà. Nhưng vợ hiện tại của tôi đối với tôi vô cùng dịu dàng ấm áp, cho dù tôi có làm gì cho vợ tôi, cô ấy cũng luôn luôn trân trọng công sức mà tôi đã bỏ ra. Cho tôi có cảm giác kiên định, làm cho tôi cảm thấy rằng mọi thứ tôi làm đều đáng giá. Cô ấy cũng rất bao dung tôi, dù tôi có làm sai gì cũng cùng tôi thay đổi. Những ngày tháng như vậy làm tôi cảm thấy thực sự thoải mái. Thế nên giờ tôi còn rất thích về nhà nữa là đằng khác.
Hai cuộc hôn nhân của anh ấy khiến lòng tôi có chút xúc động. Tôi không biết bạn tôi thấy hoàn cảnh sống hiện tại của chồng cũ sẽ nghĩ ngợi gì. Đối với phụ nữ, điều quan trọng là tìm một người đàn ông tốt, nhưng trong hôn nhân tốt là chưa đủ. Chúng ta thường thấy hai người tốt cũng chưa chắc có một cuộc hôn nhân tốt. Một số người ví hôn nhân như một tấm gương. Tôi nghĩ nó rất đúng. Bạn cười thì nó cười, bạn tức giận thì hôn nhân của bạn chắc chắn sẽ u ám. Nhiều phụ nữ rất không hài lòng với chồng sau khi kết hôn. Họ cảm thấy rằng đàn ông đã thay đổi. Nhưng có bao nhiêu phụ nữ đã nghĩ ngợi gì về những thay đổi to lớn của họ trước và sau khi kết hôn? Tôi nhớ một lần khi bố mẹ cãi nhau, bố tôi thất vọng nói: "Em nhìn mình xem xù lông lên như con nhím vậy." Mẹ tôi trả lời: "Vâng, em thừa nhận rằng bây giờ em giống như một con nhím. Nhưng tại sao anh không nghĩ ai đã khiến em trở nên như thế? Nếu anh dịu dàng thì em sẽ trở thành một người khó tính sao?" Bố tôi nói không lại nên chỉ lặng lẽ hút thuốc. Vào lúc ấy, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng mẹ tôi có bất kỳ lỗi nào cả. Mãi cho đến khi tôi kết hôn, tôi mới ngẫm ra. Phụ nữ luôn cảm thấy miễn là đàn ông đủ dịu dàng và kiên nhẫn, họ sẽ có thể trở thành một người vợ có đức hạnh và phẩm chất. Còn nếu đàn ông không tốt thì họ chính là nạn nhân cho cuộc hôn nhân bất hạnh này. Chính khái niệm này tạo ra mọi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi thấy rằng nhiều phụ nữ đã dành hầu hết mọi thứ cho hôn nhân như thời gian, năng lượng tuổi trẻ. Vì vậy có quá nhiều yêu cầu với hôn nhân và chồng. Nhưng họ lại quên khẳng định và khen ngợi người đàn ông của mình. Một người đàn ông khi sẵn sàng kết hôn, anh ấy chắc chắn hy vọng sẽ cùng đi với cuộc hôn nhân này suốt đời. Anh ấy sẵn sàng nỗ lực với cuộc hôn nhân này. Phụ nữ cảm thấy rằng kết hôn với một người đàn ông, nấu ăn cho anh ấy, nuôi con sinh con và hy sinh rất nhiều. Trên thực tế, điều tương tự như vậy cũng xảy ra với đàn ông. Với hôn nhân, anh ấy phải nuôi cả gia đình mà không còn có thể tùy ý như trước. Nếu người phụ nữ phàn nàn, cằn nhằn về việc ở nhà, anh ta sẽ chọn chạy ra ngoài cho khuây khỏa hoặc là ở nhà như khúc gỗ. Đối với đàn ông, miễn là phụ nữ quyến rũ và dịu dàng, ngay cả khi cô ấy không biết làm gì, anh ấy sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng nếu một người phụ nữ hy sinh tất cả mọi thứ cho anh ấy, nhưng phàn nàn với anh ta cả ngày, anh ta sẽ không biết ơn đâu. Cho dù người đàn ông ấy bao nhiêu tuổi, anh ấy cũng muốn được dỗ dành. Miễn là bạn nói với anh ấy rằng anh thực sự là một người chồng tốt, em may mắn cưới được anh. Đối với những lời khen ngợi và khuyến khích, đàn ông sẽ từ từ chuyển theo hướng tốt như vậy. Vì vậy, nếu bạn muốn có một người chồng tốt, trước tiên hãy nghĩ anh ấy là một người chồng tốt. Bởi vì mọi người đàn ông vẫn sẵn sàng trở thành một người chồng tốt khi được vợ khen ngợi. Thái độ tích cực và những lời nói tích cực của bạn thực sự có thể biến người đàn ông thành người chồng tốt mà tất cả mọi người ghen tị. Khi tôi viết những dòng này, A Ngạn đến nói với tôi nói một cách chân thành: "Em là một người vợ tốt hiếm có trí tuệ, dịu dàng và có khí chất." Tôi ngẩng đầu lên nhìn và mỉm cười, tất nhiên rồi là như thế rồi. A Ngạn hỏi tôi dùng một cách bí ẩn: "Em có biết làm thế nào em trở thành một người vợ tốt không?" Tôi sững sờ, chẳng đợi tôi lên tiếng, anh tiếp tục tự hào nói: "Anh coi em là người vợ tốt, động viên em, khen em và chắc chắn rằng em sẽ thực sự trở thành người vợ như thiên thần của anh. Cái anh chàng này, cuộc hôn nhân của tôi chính là như vậy, có khi chinh phục lẫn nhau và đôi khi học hỏi lẫn nhau. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ nhau. Một cuộc hôn nhân tốt chính là một ngôi trường, một đối tác tốt sẽ là một giáo viên tốt."